Em kính chào thầy Vũ Đức Thiện, hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Đức Thiện và thầy Trần Thành Công, phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các thầy cô trường Trung học phổ thông Duy Tiên B ạ. Thì thực hiện theo công văn 892 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam ngày 29/22/9 về việc triển khai chương trình giáo dục trực tuyến tại app.vn, được sự cho phép của thầy cô ban giám hiệu, sau khi chúng em đã cung cấp cái tài khoản cho thầy cô và học sinh của trường mình, thì hôm nay em xin phép là sẽ hướng dẫn trực tiếp các thầy cô cách sử dụng các tính năng chính của ôn luyện.vn ạ. Thì do cái thời gian mà có hạn cho nên là em xin phép sẽ trao đổi những cái nội dung chính mà các thầy cô sẽ thường sử dụng trên cái tài khoản ôn luyện. Ngoài ra thì thầy cô có thể là tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng trên trang hỗ trợ.ôn luyện.vn, và lát nữa thì em sẽ thông tin trên cái phòng chat của buổi họp ngày hôm nay ạ. Thì để không làm vì cái thời gian có hạn cho nên là em xin phép là em sẽ share màn hình, sau đó thì em sẽ tiến hành là hướng dẫn các thầy cô sử dụng cái tài khoản trên app.ôn luyện.vn được không ạ? Thì trong cái quá trình mà em chia sẻ thì nếu như mà có những cái vấn đề gì thắc mắc hoặc là có những câu hỏi nào thì thầy cô có thể là bật mic lên và trao đổi giúp em luôn ạ. Em xin phép là em sẽ share màn hình máy tính của em được không ạ? Đầu tiên khi mà mình muốn sử dụng cái tài khoản của ôn luyện thì thầy cô sẽ đăng nhập tài khoản trên app app.ôn luyện.vn giúp em ạ. Sau đó thì thầy cô sẽ đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu được cấp vào màn hình đăng nhập này. Sau đó thì tích vào mục đăng nhập. Sau khi tích vào mục đăng nhập, như thầy cô đã nhìn thấy là trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị ra thông tin lớp học mà mình đang quản lý, là mình quản lý bao nhiêu lớp và sĩ số mỗi lớp là bao nhiêu, và nhiệm vụ bài tập trong tuần, tức là nó sẽ hiển thị ra là trong tuần này thầy cô đã giao bao nhiêu bài tập và giao bao nhiêu nhiệm vụ trong tuần cho học sinh của các lớp mình được dán để giảng dạy ạ. Thì đầu tiên em sẽ đi vào một mục nó rất là quan trọng trong cái tài khoản app của giáo viên, đó là mục quản lý học tập. Trong mục quản lý học tập này thì nó sẽ có bốn mục chính là mục quản lý lớp học, quản lý nhiệm vụ, chấm thi và phòng thí nghiệm ạ. Đầu tiên em xin phép là sẽ đi vào phần quản lý lớp học. Thì ở trong phần quản lý lớp học này thầy cô sẽ nhìn thấy được là danh sách tất cả các lớp mà mình đã được gán để giảng dạy. Ở đây là em đang sử dụng cái tài khoản admin, tài khoản demo của em, thì sẽ hiển thị ra những cái thông tin mà lớp học mà em đã gắn lớp ngay từ trước ạ. Thì như thầy cô đã nhìn thấy trong cái màn hình quản lý lớp học này thì thầy cô có thể thấy được là tên lớp học, tỷ lệ nộp bài của lớp là bao nhiêu phần trăm, khối lớp và sĩ số của lớp là bao nhiêu, môn học và số bài tập mình đã giao cho lớp là bao nhiêu ạ. Đi vào sâu hơn nữa thì thầy cô có thể nhìn thấy được là danh sách học sinh của lớp mình, tỷ lệ hoàn thành bài tập của lớp là bao nhiêu. Tiếp kế bên là phần kế hoạch. Trong cái tài khoản của giáo viên thì thầy cô sẽ sử dụng cái này để thông tin cho các bạn là mục tiêu bài học của các con đạt được là như thế nào. Em ví dụ mục tiêu ở đây các con phải hoàn thành một đầy đủ bài tập ạ. Sau đó thì cô ấn lưu. Thì những cái thông tin này các bạn học sinh trong cái tài khoản của học sinh thì các con sẽ nhìn thấy được cái thông tin này, cũng như là yêu cầu mà thầy cô muốn giao cho các con là gì và nội dung dạy học của mình là gì, thì thầy cô tích vào biểu tượng cái bút đấy ạ và nhập thông tin vào đó, sau đó chọn lưu. Tiếp theo thầy cô sẽ tích sang mục bài tập được giao. Ở đây thì sẽ là có tổng số tất cả những cái bài tập mà giáo viên đã giao cho học sinh của lớp này,
Đối với những cái tài khoản mà mình vừa được cấp ý, thì ở những cái phần này thì nó sẽ hoàn toàn trống, tại vì là thầy cô chưa giao bài tập cho các bạn. Còn ở đây em sử dụng cái tài khoản demo thì hiện tại là đang có rất nhiều cái bài tập được giao cho lớp mà em đang quản lý ạ. Tiếp theo em sẽ đi vào một phần quan trọng nữa, đó là phần quản lý nhiệm vụ. Trong cái phần quản lý nhiệm vụ này thì nó sẽ có 3 mục chính, là phần quản lý bài tập, quản lý nhiệm vụ tự học và luyện thi IELTS. Phần quản lý bài tập này thì tức là sẽ quản lý tất cả những cái bài tập mà mình đã giao cho học sinh. Còn quản lý nhiệm vụ là quản lý những cái nhiệm vụ tự học thầy cô giao cho các bạn học sinh trên cái trang ôn luyện.vn. Đầu tiên em sẽ đi vào phần quản lý bài tập ạ. Trong khi mà đi vào phần quản lý bài tập thì như thầy cô đã nhìn thấy, đây là tất cả những bài tập mà mình đã giao cho tất cả các lớp mà mình được gắn quyền để giảng dạy ạ. Ở trên màn hình này thầy cô có thể nhìn thấy được là tên bài tập mình giao là gì, khối lớp, số câu hỏi trong bài tập đó của bộ môn nào, và bài tập là bài tập dưới dạng tự luyện hay là bài tập dưới dạng kiểm tra. Thầy cô có thể nhìn thấy được là cái thời gian làm bài của các con là bao nhiêu. Ví dụ đối với bài tự luyện là không giới hạn, còn đối với những bài kiểm tra thì sẽ có cái thời lượng mà thời lượng nhất định mà thầy cô đã giao cho các bạn. Tiếp theo là trạng thái là thầy cô đã giao hoặc là chưa giao bài cho lớp. Tiếp theo một cái mục nhỏ nữa, đó là mục chờ chấm điểm. Trong cái mục chờ chấm điểm này thì đây là cái mục mà bài tập học sinh đã làm rồi thầy cô giao cho các bạn dưới dạng tự luận hoặc là dưới dạng bài kiểm tra có bài kiểm tra có giải đáp, tức là học sinh sẽ phải vào để giải thích cái câu trả lời đó, thì sẽ có hiển thị trong cái mục là chờ chấm điểm này. Thì khi mà vào đây thì thầy cô sẽ tiến hành là chấm điểm cho từng bạn học sinh một. Tiếp theo mục chưa giao, tức là đây là những bài tập mà thầy cô đã soạn rồi và thầy cô chưa giao cho học sinh, thì nó sẽ hiển thị ở trong cái mục này ạ. Tí lát nữa hai cái mục này em sẽ đi vào sâu hơn. Bây giờ em sẽ đi vào một cái phần chính, đó là phần là thêm mục đề. Trong mục thêm bộ đề này, hiện tại ôn luyện đang có 4 dạng, đó là thứ nhất là tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn của ôn luyện, tức là thầy cô có thể giao bài tập cho các bạn học sinh từ cái kho ngân hàng câu hỏi có sẵn của ôn luyện. Hiện tại là sẽ bao gồm hơn 1.500 câu hỏi ạ. Và hiện tại thì hàng ngày hệ thống vẫn đang thường xuyên cập nhật thêm những cái nội dung câu hỏi của tất cả các môn học lên cái hệ thống thư viện này. Tiếp theo là tạo bộ đề từ file upload PDF. Trong cái thư mục tạo bộ đề từ file upload PDF này thì thầy cô sẽ soạn sẵn trước câu hỏi, sau đó thì sẽ đưa lên dưới dạng là file PDF. Tiếp theo mục sao chép bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn, thì trong mục tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn này thì ôn luyện đã cấu hình sẵn ra những cái bộ đề thi mẫu của từng môn học. Sau đó thì thầy cô có thể vào và lựa chọn những cái bộ đề nhất định, và nếu như mà mình cảm thấy là những cái bộ đề này nó phù hợp thì thầy cô sẽ lựa chọn để cấu hình bài thi cho các bạn ạ. Một mục nữa đó là mục tạo bộ đề từ file chấm điểm camera, thì trong mục này thầy cô sẽ up cái file PDF đề thi lên, sau đó học sinh sẽ tham gia làm bài trên giấy, sau đó chấm điểm và up bài lên tài khoản của ôn luyện, sau đó thì thầy cô sẽ chấm điểm tương tự như là mình đang chấm điểm bài thi trên giấy cho các bạn ạ. Thì đầu tiên em xin phép là em sẽ đi vào tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn của ôn luyện. Thì ở trong mục này thầy cô có thể nhìn thấy được là cái kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện. Thì đầu tiên thầy cô đợi giúp em một chút ạ. Đầu tiên thì thầy cô lựa chọn giúp em là câu hỏi. Ở đây có hai loại là câu hỏi công khai và câu hỏi của tôi. Câu hỏi công khai là câu hỏi của kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện. Thầy cô có thể là lựa chọn những cái bài tập trong cái kho ngân hàng câu hỏi này. Thứ hai là câu hỏi
của tôi, tức là những cái bộ đề, những cái câu hỏi mà giáo viên của trường mình đưa lên trên cái tài khoản của trường, thì cái kho ngân hàng câu hỏi của tôi này chỉ có thầy cô đưa câu hỏi của mình lên thì mới có thể nhìn thấy được những cái các kho tàng câu hỏi này ạ. Em xin phép là em sẽ lựa chọn vào câu hỏi công khai, sau đó em lựa chọn môn học là môn toán ạ, lựa chọn giáo trình, ở đây em sẽ chọn là giáo trình toán trung học phổ thông. Thì như thầy cô đã nhìn thấy trên màn hình này, bên phía góc phải nó sẽ hiển thị ra là tổng số câu hỏi của môn toán trung học phổ thông này là 13.594 câu hỏi ạ. Tiếp theo thầy cô lựa chọn giúp em đơn vị kiến thức, sẽ bao gồm là đơn vị kiến thức của từng lớp. Em ví dụ em sẽ lựa chọn đơn vị kiến thức của lớp 12 thì thầy cô sẽ tích vào mục là mũi dấu mũi tên này ạ, tìm kiếm đơn vị kiến thức nhỏ hơn, thì nó sẽ hiển thị ra những cái mục tiêu, những cái đơn vị kiến thức khác nhỏ hơn ở trong này. Thì để đi vào những đơn vị kiến thức bé hơn nữa, thầy cô sẽ tích vào mục tìm kiếm đơn vị kiến thức nhỏ hơn này, thì nó sẽ hiển thị ra những cái câu hỏi của cái mục tiêu đơn vị kiến thức đó. Tiếp theo, thầy cô lựa chọn cấp độ nhận thức. Hiện tại là sẽ có 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, ứng dụng và ứng dụng cao. Thì nếu như mà trong một cái bài tập thầy cô đã có sẵn cái ma trận đề, em ví dụ là ma trận đề của em đang làm đây là em sẽ lựa chọn 5 câu. Thì trong đó thì em sẽ muốn chọn là 2 câu nhận biết thì em sẽ tích vào mục nhận biết. Hệ thống sẽ hiển thị ra những câu hỏi ở cấp độ nhận biết ạ. Thầy cô sẽ lựa chọn, sẽ kiểm tra và sẽ lựa chọn những cái câu hỏi phù hợp với lớp mình cần giao, sau đó thầy cô tích vào mục thêm. Thì khi mà thầy cô tích vào mục thêm này, ở phía bên màn hình góc phải, góc trái, nó sẽ hiển thị ra là số câu hỏi đã thêm là 2 câu. Sau đó em sẽ lựa chọn tiếp cái cấp độ nhận thức là thông hiểu. Trong cái cấp độ nhận thức này thì em sẽ chọn 2 câu. Em sẽ lựa chọn 2 câu ạ. Và sau đó thì em sẽ thêm một câu vận dụng nữa. Thì sau khi mà thầy cô đã lựa chọn được cái số câu hỏi mà mình muốn giao cho các bạn học sinh, bước tiếp theo thầy cô sẽ đi vào mục cấu hình, tức là mình sẽ cấu hình bài tập cho các bạn. Thì trong mục cấu hình này thầy cô có thể nhìn thấy được là tất cả những cái bài tập mà mình đã vừa lựa chọn để giao cho các bạn học sinh ạ. Nếu như trong trường hợp mà thầy cô thấy là có một câu hỏi nào đó mình thấy không phù hợp và mình cần loại bỏ đi hoặc là mình cần sắp xếp lại, thì thầy cô tích vào mục dấu ô chấm này giúp em, sau đó thì lựa chọn xóa câu hỏi, thì cái câu hỏi đó nó sẽ được xóa khỏi cái bộ đề mà mình đang làm. Sau đó thì thầy cô tích vào mục là mũi tên này, thì nó sẽ đi ra cái kho ngân hàng câu hỏi mà mình vừa lựa chọn. Sau đó thì thầy cô lựa chọn lại câu hỏi, sau đó lại tích vào một cấu hình này ạ. Thì khi mà mình đã lựa chọn được những cái câu hỏi phù hợp với lớp mình rồi, thầy cô muốn sắp xếp lại cái thứ tự của câu hỏi này. Ví dụ như thầy cô muốn đưa một cái câu hỏi ở dưới dạng là nhận biết này về cái câu cuối cùng, thì thầy cô tích vào ô trống dưới mỗi câu, sau đó chọn sắp xếp lại. Ở đây có 5 câu, thầy cô muốn là di chuyển cái câu thứ nhất này về câu cuối cùng thì thầy cô sẽ tích vào là số 5 này. Thì câu hỏi thì câu 1 này thì nó sẽ di chuyển về cái câu số 5 là cái câu cuối cùng này ạ. Tiếp theo, khi mà thầy cô đã lựa chọn được tất cả những cái bài tập mà cần giao cho học sinh, thì thầy cô tích vào mục chia đều điểm giúp em. Thì khi mà mình tích vào mục chia đều điểm này thì hệ thống sẽ tự động chia đều 5 câu hỏi cho 10 điểm. Tức là cấu trúc của bài tập thì sẽ là 10 điểm cho 5 câu hỏi, thì mỗi câu sẽ là 2 điểm. Trong trường hợp, ví dụ như đối với những câu mà vận dụng cao, thầy cô muốn để điểm số của câu đó cao hơn, thì thầy cô sẽ chỉnh sửa trong cái mục ô trống này. Sau đó chỉnh sửa, ví dụ như thầy cô muốn thay đổi là câu 1 này là các con được 3 điểm. Thì khi mà mình đã lựa chọn thay đổi cái câu hỏi này là 3 điểm, thì thầy cô sẽ phải thay đổi điểm ở những cái câu dễ hơn. Ở đây thầy cô có thể chỉnh sửa làm sao cho tổng số điểm của 5 câu này thì sẽ là tròn 10 điểm.
Và tiếp theo, thầy cô có thể nhìn thấy được một trường hợp nữa, đó là đã có câu hỏi này trong bộ đề khác. Tức là cái câu hỏi này của em đã từng lựa chọn để giao cho một cái bộ đề khác rồi. Và thầy cô sẽ tích vào xem thì thầy cô sẽ biết được là cái câu hỏi này mình đã giao cho cái bài kiểm tra nào và thầy cô có muốn sử dụng tiếp cái câu hỏi này nữa hay không. Nếu như mà mình có sử dụng thì mình sẽ để lại, còn nếu không thì mình sẽ thay đổi, lựa chọn một cái câu hỏi khác ạ. Thì thầy cô có thể nhìn thấy được là những cái câu hỏi nào mà mình đã lựa chọn rồi thì nó sẽ hiển thị ra ở đây ạ. Tiếp theo, khi mà mình đã lựa chọn xong và đã chia điểm cho các câu hỏi xong thì thầy cô sẽ đi đến bước tiếp theo là bước nhập thông tin của bài kiểm tra này. Em ví dụ ở đây là bài kiểm tra một tiết ạ, bài kiểm tra 15 phút vậy ạ. Sau đó thì thầy cô lựa chọn khối lớp mình cần giao. Em ở đây em lựa chọn là khối 12 môn học. Sau đó lựa chọn loại bài. Ở đây thì sẽ có hai loại là dạng bài tự luyện và bài kiểm tra. Đối với bài tự luyện thì khi mà giao bài tự luyện thì cái thời gian làm bài của học sinh sẽ được nới rộng ra. Ví dụ như thầy cô giao bài tự luyện cho bạn từ hôm nay đến 5 giờ chiều ngày mai, thì trong cái khoảng thời gian từ hôm nay đến 5 giờ chiều ngày mai các con rảnh trong khoảng thời gian nào thì các bạn có thể vào để tham gia làm bài trong khoảng thời gian đó. Sau đó nếu như mà bận thì các con lại có thể dừng cái dừng dừng cái thời gian làm bài đó, sau đó thì vẫn có thể là vào để sau đó thì nếu mà lúc nào rảnh thì vẫn có thể vào để làm tiếp cái đề này. Còn trong cái mục là bài kiểm tra thì các con sẽ phải sắp xếp thời gian sau đó vào làm trong một cái khoảng thời gian nhất định mà thầy cô giao cho các bạn. Ví dụ như là bài kiểm tra ở đây em muốn các bạn làm trong 5 phút thì em sẽ để thời gian ở đây là 5 phút, thầy cô có thể chỉnh sửa tăng hoặc giảm thời gian trong cái mục này. Thì đối với bài kiểm tra các con khi mà từ lúc mở bài đến lúc kết thúc thì các con chỉ có thể vào làm cố định trong một khoảng thời gian là 5 phút này thôi, và sau đó thì hệ thống sẽ tính giờ và tự động chấm điểm cho các bạn. Trong trường hợp nếu mà các con không nộp bài thì hệ thống sẽ tự động chấm nộp bài cho các con luôn. Tiếp theo là mục giải thích trắc nghiệm. Khi mà thầy cô tích vào mục giải thích trắc nghiệm này, tức là khi các bạn làm bài, ngoài cái lựa chọn đáp án đúng sai, các con sẽ phải giải thích từng câu một là vì sao các con lại lựa chọn đáp án này, tức là các con sẽ phải giải thích cái câu hỏi đó. Thì khi mà các con giải thích cái câu hỏi, khi mà thầy cô tích vào đây, thì khi mà các bạn nộp bài, giáo viên sẽ phải vào và chấm điểm cho từng bạn một. Còn nếu như mà không tích vào giải thích trắc nghiệm thì khi mà các bạn làm bài xong thì hệ thống sẽ tự động chấm điểm cho các bạn ạ, và giáo viên chỉ cần vào kiểm tra sau đó xuất danh sách ra thôi ạ. Tiếp theo là trong mục đảo câu hỏi, thì nếu như mà thầy cô không muốn đảo câu hỏi thì khi mà giao bài cho các bạn thì hệ thống sẽ cập nhật cái bài tập cho các bạn theo những cái trình tự mà mình đã vừa lựa chọn như là lúc nãy. Còn nếu như mà thầy cô tích vào mục đảo câu hỏi thì hệ thống sẽ tự động đảo câu hỏi cũng như là đáp án của cái bộ đề này, thì không thì tức là sẽ không một bạn nào có một cái đề nào mà giống nhau. Thì khi mà mình tích vào cái mục đảo câu hỏi này thì các bạn học sinh sẽ tránh cái trường hợp là các con gian lận, các con viết được thứ tự câu hỏi, sau đó thì các bạn trao đổi bài với nhau. Ở đây em sẽ tích vào mục là đảo câu hỏi ạ. Tiếp theo thì thầy cô có thể nhìn thấy được là cấu trúc của bài tập. Nó sẽ hiển thị ra là có 5 câu hỏi và 10 điểm. Loại câu hỏi là bao gồm bao nhiêu câu nhận biết, bao nhiêu câu thông hiểu và bao nhiêu câu vận dụng, và điểm số của từng loại câu hỏi là bao nhiêu. Tiếp theo, khi mà thầy cô đã lựa chọn câu hỏi xong rồi và mình đã nhập đầy đủ tất cả những cái thông tin về cái bài tập này rồi thì thầy cô tích vào mục là tạo bài tập giúp em. Thầy cô đợi giúp em một chút ạ, do mạng của em nó hơi yếu cho nên là lựa chọn là thầy cô sẽ lựa chọn khối lớp, môn học, loại bài, thời gian làm bài ạ.
Sau đó thì mình tích vào mục tạo bài tập ạ. Thì khi mà mình thầy cô tích vào mục tạo bài tập rồi thì phía bên màn hình góc phải sẽ hiển thị ra là tạo thành công bài tập. À, bước tiếp theo sau khi mà tạo thành công bài tập rồi thì thầy cô sẽ đi đến bước là giao bài tập cho các bạn. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra là bài kiểm tra 15 phút mà mình vừa tạo. Sau đó thì hiển thị ra thông tin các cái lớp học mà mình được gán quyền để giảng dạy. Em ví dụ ở đây em sẽ giao bài tập cho lớp 12A2 toán chẳng hạn. À, ngày bắt đầu thì ví dụ như thầy cô muốn là 5 giờ hôm nay các bạn bắt đầu làm bài thì thầy cô sẽ lựa chọn thay đổi cái thời gian làm bài ở đây là 5 giờ. Thì vào lúc 5 giờ trên cái tài khoản của các bạn học sinh mới có thể nhìn thấy được cái bài tập mà thầy cô vừa tạo. Sau đó thì thầy cô lựa chọn ngày kết thúc giúp em. Ví dụ như đối với bài kiểm tra 15 phút này, thầy cô muốn là các bạn học sinh sẽ phải hoàn thành bài tập trong ngày mai thì em sẽ lựa chọn là bài tập học sinh sẽ phải nộp vào lúc vào ngày mùng 5 tháng 10 và lựa chọn thầy cô lựa chọn thời gian nộp bài. Ví dụ như là ở đây em muốn lựa chọn thời gian ví dụ như là 8 giờ tối các bạn sẽ phải hoàn thành hết bài tập rồi thì em sẽ thay đổi thông tin ở đây. Thì trong trường hợp nếu như mà các bạn học sinh chưa làm bài tập hoặc là chưa làm xong bài tập thì đúng 8 giờ của ngày mai hệ thống sẽ tự động đóng bài của các bạn. Các con sẽ không thể vào để chỉnh sửa hay là để làm bài tập nữa. Tiếp theo, thầy cô sẽ đi đến mục là học sinh giao bài tập. Ví dụ như ở đây thầy cô muốn giao cho tất cả các học sinh của lớp mình thì thầy cô sẽ để nguyên hiện trạng là như thế này. Hoặc là nếu như thầy cô muốn giao cái bài tập này cho một nhóm học sinh ở trong lớp hoặc một số những bạn học sinh nào đó ở trong lớp thì thầy cô tích vào cái mục là tất cả học sinh này thì nó sẽ hiển thị ra thông tin danh sách học sinh của lớp mình. Sau đó thầy cô tích chọn những học sinh mà mình muốn giao bài tập thì hệ thống sẽ cập nhật là mình chỉ giao cho 2 trên 10 học sinh của lớp đó thôi. Còn trong trường hợp mà thầy cô muốn giao cho tất cả lớp thì thầy cô sẽ giữ nguyên cái hiện trạng này. Sau đó thầy cô tích vào mục là chỉ cho phép xem kết quả khi hết hạn. Thì ở trong mục này tức là khi mà các bạn học sinh đã làm bài xong, ví dụ như lúc 17 giờ có một bạn bạn vào làm bài. Khi mà bạn làm bài xong rồi thì bạn sẽ chưa thể nhìn thấy được kết quả bài làm của mình là đúng hay là sai và điểm số của con là như thế nào. Chỉ khi mà cái thời gian kết thúc là vào lúc 20 giờ ngày mùng 5 thì khi đó khi mà vào lại cái bài tập của mình thì các con mới có thể nhìn thấy được cái kết quả của mình, con được bao nhiêu điểm, đúng ở câu nào, sai ở câu nào. Thì khi mà tích vào cái mục này thì thầy cô sẽ hạn chế được cái trường hợp là các bạn học sinh đã biết đề rồi, sau đó biết câu hỏi, biết câu trả lời rồi và các bạn sẽ trao đổi thông tin với nhau thì như vậy thì sẽ không công bằng cho các bạn học sinh khác ở trong lớp. Thì thầy cô lưu ý giúp em là mình sẽ lựa chọn là tích vào cái mục là chỉ cho phép xem kết quả kỳ hạn này ạ. Thì sau khi mà chỉnh sửa tất cả những cái thông tin về cái thời gian ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì thầy cô sẽ nhìn thấy là cái mục giao bài này nó sáng lên thì thầy cô sẽ tích vào mục giao bài. Tức là cái hệ thống đã tạo bài tập cũng như là giao bài tập thành công cho lớp 12A2 toán rồi ạ. Tương tự nếu như mà thầy cô muốn giao bài tập cho hai lớp khác thì thầy cô lại chỉnh sửa cái thời gian này và tiến hành là giao bài giúp em. Vừa rồi là em vừa hướng dẫn cho thầy cô là thêm bộ đề từ file thư viện, bộ đề câu hỏi có sẵn của ôn luyện. Tiếp theo em sẽ đi vào phần thứ hai đó là làm bộ đề từ file upload PDF. Thì trong trong cái mục tạo bộ đề từ file upload PDF này thì thầy cô sẽ lựa chọn những cái bộ đề thi mà mình đã soạn sẵn rồi, soạn sẵn trên bản Word, sau đó thì chuyển qua file PDF để đưa bài tập cho các bạn lên. Em ví dụ ở đây em sẽ thêm một mục đề vào cái file PDF mà em đã vừa cấu hình sẵn rồi. Thì ở đây em có giao 5 bài tập cho các bạn. Sau đó nếu như mà thầy cô muốn là khi mà các con làm xong bài tập rồi mà các con muốn có thể muốn xem cái lời giải thì thầy cô soạn sẵn giúp em một cái bộ lời giải của cái bộ câu hỏi này. Sau đó thì cũng up lên dưới dạng là file PDF này. Em ví dụ ở đây ạ.
Thì như thầy cô đã nhìn thấy là trên màn hình sẽ hiển thị ra cái bộ đề cũng như là lời giải mà thầy cô vừa up lên. Ở đây ví dụ là em tạo một cái bộ đề 5 câu hỏi kèm theo lời giải của 5 cái lời giải này. Thì khi mà mình up cái file lời giải này lên, khi mà làm bài xong rồi thì học sinh sẽ nhìn thấy được cái đáp án của từng câu hỏi một. Sau đó thì thầy cô vẫn tương tự như là mục tạo bộ đề từ file thư viện câu hỏi của ôn luyện, thì thầy cô ghi thông tin ở đây giúp em, ví dụ như ở đây là bài kiểm tra một tiết chẳng hạn. Sau đó thầy cô lựa chọn khối lớp cần giao, ở đây em lựa chọn là lớp 12, sau đó lựa chọn môn học và lựa chọn loại bài. Em ví dụ ở đây em sẽ lựa chọn là loại bài tự luyện cho các bạn đi ạ. Thì trong cái file PDF này thì nó sẽ có hai nguồn, hai loại, tức là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Em ví dụ ở đây là em vừa up lên 5 câu hỏi và trong đó thì có 4 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm và 1 câu hỏi ở dạng tự luận. Thì đối với câu hỏi mà ở dạng tự luận này thì thầy cô sẽ phải vào và chấm điểm từng bài của từng bạn học sinh một. Còn nếu như mà mình lựa chọn là hoàn toàn là trắc nghiệm không thì hệ thống vẫn sẽ tiến hành là chấm điểm tự động cho các bạn, và khi nộp bài thì thầy cô chỉ có thể chỉ cần là vào xem điểm, sau đó thì xuất cái file danh sách điểm ra. Em ví dụ ở đây em sẽ lựa chọn là vừa lựa chọn hai bài là bài trắc nghiệm và bài tự luận. Thì em ví dụ ở đây là số câu trắc nghiệm là 4 câu thì em sẽ chỉnh sửa thông tin ở đây là 4 câu trắc nghiệm. Sau đó tổng điểm của 4 câu trắc nghiệm này là bao nhiêu? Em ví dụ em sẽ cho 4 câu trắc nghiệm này của các bạn là 8 điểm. Thì tức là sẽ chia đều ra làm mỗi câu 2 điểm. Sau đó thì thầy cô sẽ nhập đáp án giúp em. Ví dụ đáp án ở đây thầy cô lựa chọn là A, B, C, D, mình sẽ có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là thầy cô sẽ tích vào từng đáp án một để lựa chọn, ví dụ câu 1 đáp án A thì thầy cô sẽ lựa chọn là đáp án A. Câu 2 đáp án B thì thầy cô lựa chọn ở đây là đáp án B. Tương tự hoặc là lựa chọn thứ hai, thầy cô sẽ tức là lựa chọn nhập nhiều đáp án. Mình đã có thông tin đáp án của 4 câu trắc nghiệm rồi. Em ví dụ 4 câu trắc nghiệm của mình là A đáp câu 1 đáp án A. Tất cả đều là đáp án A thì em sẽ lựa chọn, em sẽ nhập câu hỏi ở đây liên tục là 4 câu đáp án A. Sau đó ấn Enter thì hệ thống sẽ tự động điền cái thông tin đáp án của từng cái câu hỏi vào đây, mà mình sẽ không phải nhập từng cái đáp án một như thế này nữa. Sau đó tiếp theo, khi mà thầy cô đã lựa chọn chia điểm cho câu hỏi trắc nghiệm rồi thì thầy cô tích vào mục là đáp án tự luận ạ. Thì trong cái phần tự luận này có bao nhiêu câu hỏi, em ví dụ ở đây em có một câu tự luận thì em sẽ ghi ở đây là số câu tự luận là một câu, sau đó thầy cô chỉnh sửa tổng điểm tự luận này là bao nhiêu thì em sẽ lựa chọn ở đây là 2 điểm để cho tổng điểm của hai phần trắc nghiệm và tự luận này, tổng điểm của hai hai cái dạng này thì sẽ là 10 điểm ạ. Thì khi mà lựa chọn tổng điểm của hai loại trắc nghiệm và tự luận rồi thì thầy cô sẽ đi vào mục là tạo bộ đề giúp em. Thì sau khi mà ấn vào mục tạo bộ đề rồi thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái màn hình thời gian giao bài cho các bạn, thì thầy cô chỉ cần là chỉnh sửa cái thời gian ngày bắt đầu cũng như là thời gian ngày kết thúc. Sau đó thì hệ thống sẽ hiển thị ra cái thông tin giao bài, nó sẽ sáng lên thì thầy cô tích vào mục giao bài. Thì bài sẽ được giao đến tài khoản của những bạn học sinh của lớp mà mình muốn giao cho các bạn. Tiếp theo nữa là em sẽ đi vào mục là sao chép bộ đề từ thư viện bộ đề có sẵn của ôn luyện. Thì trong mục thư viện bộ đề có sẵn của ôn luyện này thì ôn luyện đã cấu hình sẵn ra những cái bộ đề khác nhau, thì thầy cô có thể lựa chọn ở trên cái màn hình này. Thầy cô có thể nhìn thấy được là tên cái bộ đề đó là gì, môn học là gì, dành cho lớp nào và số câu hỏi trong cái bộ đề này là bao nhiêu câu.
Em ví dụ em sẽ lựa chọn môn toán và giáo trình cần giao của mình là giáo trình toán trung học phổ thông, thì nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin, những cái bộ đề của toán trung học phổ thông. Sau đó thì thầy cô sẽ lựa chọn giúp em là đơn vị kiến thức cần giao và thầy cô muốn giao cho lớp bao nhiêu, em ví dụ là lớp 12. Sau đó thì tiếp theo là mình sẽ lựa chọn những cái đơn vị kiến thức nhỏ hơn nữa. Em ví dụ là em sẽ lựa chọn cho cái phần hàm số hữu cơ này, thì hệ thống sẽ hiển thị ra những cái câu hỏi này, thì cô có thể là lựa chọn một trong số những cái bộ đề này. Em ví dụ em sẽ lựa chọn bài luyện khoảng cách trong không gian, thì bài này là như thầy cô đã nhìn thấy là bài này của lớp 11 và cái số câu hỏi ở đây là 20 câu. Nếu thầy cô có thể tích vào đây, mình sẽ đi vào sâu hơn nữa, thì hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả những cái câu hỏi trong cái bộ đề sẵn có này. Nếu như mà thầy cô cảm thấy là những cái câu hỏi này nó phù hợp với lớp học mà mình cần giao thì mình sẽ lựa chọn để giao cho các bạn lớp mình. Ở phía bên màn hình góc phải, góc trái này thì thầy cô có thể nhìn thấy được là trong cái bộ đề này thì sẽ có được là bao nhiêu câu ở loại câu hỏi nhận biết, bao nhiêu câu thông hiểu, bao nhiêu câu vận dụng và bao nhiêu câu vận dụng cao. Thì sau khi mà kiểm tra xong, ví dụ như cái bộ đề này nó phù hợp với cái lớp học mà thầy cô muốn giao đề cho các bạn, thì thầy cô tích vào mục là sao chép bộ đề giúp em. Thì khi lựa chọn mục sao chép bộ đề, nó sẽ hiện nhảy link sang trong cái kho file ngân hàng câu hỏi, thì nó cũng sẽ tương tự như là hai cái lựa chọn như lúc nãy em vừa thao tác, đó là lựa chọn bộ đề. Ở đây thì cô có thể là nhìn thấy lại được những cái câu hỏi mà mình đã lựa chọn. Sau đó thì thầy cô có thể là thêm câu hỏi, cũng có thể là bớt những cái câu hỏi mà mình cảm thấy không phù hợp với các bạn học sinh. Ví dụ như bây giờ ở trong cái file này thầy cô muốn là thêm những cái câu hỏi khác trong cái kho ngân hàng của ôn luyện, thì thầy cô vẫn sẽ tiến hành là thêm bài như thế này. Mình sẽ lựa chọn những cái thông tin như là em vừa thao tác, lựa chọn đơn vị kiến thức, sau đó lựa chọn câu hỏi. Em ví dụ như em thấy là cái bộ đề này nó phù hợp rồi, thì như thầy cô đã nhìn thấy là số câu hỏi mà mình vừa thêm là 20 câu. Sau đó thì thầy cô sẽ tích vào mục cấu hình giúp em. Thì trong mục cấu hình này thầy cô có thể nhìn thấy được là mình có tổng tất cả là 20 câu. Thầy cô ví dụ như thầy cô muốn là bớt đi một số những cái câu hỏi mà mình cảm thấy là không phù hợp cho các bạn học sinh lớp mình, thì thầy cô tích vào đây. Em ví dụ ở đây em thấy là ở trong này có 3 câu không phù hợp với lớp mình, thì em sẽ lựa chọn vào tích theo từng câu như thế này. Sau đó là lựa chọn xóa câu hỏi đã chọn. Thì hệ thống sẽ tự động xóa 5 câu hỏi. Tương tự, nếu như mà thầy cô muốn thêm những cái câu hỏi khác thì thầy cô sẽ tích vào cái nút quay lại này. Hệ thống sẽ link lại cái trang ngân hàng câu hỏi như lúc nãy. Sau đó mình sẽ tiến hành lựa chọn câu hỏi. Sau đó thì sẽ tiến hành là cấu hình bài tập. Thì trong một cấu hình bài tập này, thầy cô có thể tương tự như là những lần trước ấy, thì thầy cô có thể là sắp xếp lại cái vị trí của từng câu một, hoặc là xóa những câu hỏi đã chọn, thêm những câu hỏi đã chọn. Sau đó thì một bước nữa mà thầy cô bắt buộc phải làm, đó là thầy cô sẽ tích vào mục chia đều điểm này, thì hệ thống sẽ tự động chia ra là ở đây có 20 câu hỏi, thì tức là mỗi câu ở đây thì sẽ là 0,5 điểm. Sau đó thì nếu như mà mình muốn là thay đổi điểm của từng câu thì thầy cô sẽ lựa chọn thay đổi trong cái ô trống này. Sau đó thì tương tự là thầy cô sẽ nhập thông tin của bài kiểm tra, ví dụ ở đây là bài tự nguyện chẳng hạn. Nó lựa chọn, thầy cô lựa chọn khối lớp, lựa chọn môn học, lựa chọn loại bài, sau đó lựa chọn cái thời gian làm bài của các bạn. Ở đây là em để 60 phút. Sau đó lựa chọn hình thức là giải thích trắc nghiệm hay là không.
chọn đảo câu hỏi hay là không. Sau đó thì thầy cô sẽ tích vào mục tạo bài tập. Thì tương tự như là những lần trước thì khi mà tích vào mục tạo bài tập này thì thầy cô sẽ tiến hành là giao bài tập cho các lớp mà mình muốn giao bài tập cho các bạn. Vừa rồi là em có hướng dẫn thầy cô cách tạo bộ đề từ cách là sao chép bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn, từ thư viện bộ đề có sẵn của ôn luyện. Phần tiếp theo nữa là em sẽ đi sang mục là tạo bộ đề từ file chấm điểm camera. Ở đây thì thầy cô sẽ lựa chọn là thêm một bộ đề bằng file ảnh hoặc là bằng file PDF mà mình đã sử dụng từ trước, cho các mình đã cấu hình sẵn từ trước rồi, thì hệ thống sẽ hiển thị ra những cái câu hỏi mà mình cần giao cho học sinh. Sau đó thì thay đổi, nhập tên, nhập thông tin cần thiết. Dựa ở đây là bài kiểm tra đi. Ở lựa chọn khối lớp cần giao, chọn môn học và lựa chọn dạng bài. Lựa chọn thời gian. Khi mà thầy cô đã nhập những thông tin về bài kiểm tra xong thì thầy cô sẽ tích vào mục tạo bộ đề. Thì khi mà tích vào mục tạo bộ đề này thì các bạn ở trong cái tài khoản của học sinh thì các con sẽ nhận được cái bộ đề thi của giáo viên. Sau đó thì sẽ tiến hành là làm bài tập ở trên giấy, sau đó chụp hình lại. Thì khi mà các bạn chụp hình bài tập lại và gửi lên thì thầy cô sẽ nhìn thấy cái bài làm của các con. Sau đó thì thầy cô sẽ tiến hành chấm cho các bạn học sinh. Tương tự như là mình chấm trên giấy cho các bạn, thì lát nữa em sẽ đi vào một cái bài tập bằng camera mà có cấu hình sẵn. Sau đó thì sẽ hướng dẫn thầy cô một cách chấm điểm cho các bạn ạ. Dạ, tiếp theo nữa là ở trong phần quản lý lớp học này thì em sẽ đi vào một cái phần nữa, đó là trong cái phần quản lý bài tập này thầy cô có thể nhìn thấy được là trong cái mục tất cả, thầy cô sẽ nhìn thấy là những tất cả những cái bài tập mà thầy cô đã giao cho các bạn học sinh ở lớp mình, ở tất cả các lớp mà mình được giao. Mục tiếp theo là mục chờ chấm điểm. Trong cái mục chờ chấm điểm này thì thầy cô sẽ nhìn thấy được là những cái bài tập mà như lúc nãy em giao cho các bạn học sinh, mà em lựa chọn bài tập dưới dạng và giải thích trắc nghiệm hoặc là bài tập dưới dạng tự luận, thì thầy cô sẽ tích vào mục quản lý lớp học, sau đó chọn vào mục chờ chấm điểm thì sẽ hiển thị ra những cái bài tập mà giáo viên cần phải chấm điểm cho các bạn học sinh. Thì khi mà giáo viên chấm xong rồi thì học sinh mới có thể nhìn thấy được đáp án cũng như là điểm số của mình. Trong mục chờ chấm điểm này thì thầy cô có thể nhìn thấy được là tên những bài kiểm tra mà mình đã giao, mình giao cho khối lớp nào và giao dưới dạng bài nào. Sau đó thì thầy cô tích vào mục dấu 2 chấm, dấu 3 chấm này giúp em. Thì trong mục dấu 3 chấm này thì nó sẽ hiển thị ra những cái mục, những cái đơn vị như là chi tiết. Thì thầy cô tích vào mục chi tiết này, thầy cô sẽ nhìn thấy được là chi tiết lớp mình giao cho các bạn là mình giao cho lớp nào, tỷ lệ nộp bài là bao nhiêu phần trăm, và mình giao bài cho các con từ thời gian nào đến thời gian nào, và đã có bao nhiêu bạn học sinh làm bài rồi. Sau đó thầy cô tích vào mục trên báo cáo này thì mình sẽ nhìn thấy được là cái tiến độ làm bài của các bạn học sinh lớp mình là như thế nào. Em thấy là ví dụ ở đây như là các bạn học sinh lớp mình chỉ mới làm được chỉ có một trên mười học sinh làm bài thôi, thì dựa vào cái biểu đồ này thì thầy cô sẽ biết được là những bạn học sinh nào chưa làm thì mình sẽ thông tin đến các bạn là các con sẽ phải vào để hoàn thành nốt những cái bài tập mà giáo viên đã giao. Thì ở trong mục này, lát nữa trong cái mục báo cáo thống kê này thì em sẽ nói rõ hơn với thầy cô về cái mục này ạ. Tiếp theo là thầy cô có thể nhìn thấy được là trong cái đề thi, trong cái bài tập này thầy cô có thể nhìn lại được danh sách những cái câu hỏi mà mình đã giao cho các bạn học sinh ạ. Thì thầy cô tích vào mục danh sách câu hỏi này. Sau đó phần thứ hai là phần tạo bản sao. Ví dụ thầy cô muốn là trong cái năm học này
sẽ có những lớp mà thầy cô sẽ giao bài tập cho các lớp khác, thì mình không muốn là mình sẽ bỏ đi một cái quy trình, đó là quy trình chọn chọn câu hỏi. Thì nếu như mà thầy cô thấy là cái câu hỏi của cái bộ đề này nó phù hợp với cái lớp mà mình cần giao, thì thầy cô sẽ tích vào mục tạo bản sao này, thì hệ thống sẽ tạo ra một cái bản sao tổng hợp tất cả những cái câu hỏi trong cái kho câu hỏi của bài tập này để giao cho các bạn học sinh của lớp khác ạ. Tiếp theo là mục sửa tên, thì khi mà tích vào đây thì thầy cô có thể thay đổi được tên của bài tập mình đã tạo ngay từ ban đầu đấy ạ. Tiếp theo là trong mục sửa cấu hình, trong cái mục này thì thầy cô có thể thay đổi được tên bài tập cũng như là khối lớp mình cần giao, ví dụ như mình nhập nhầm lớp cần giao chẳng hạn, nhập nhầm khối cần giao, thì mình sẽ có thể là thay đổi lại thông tin trong cái mục là chỉnh sửa cấu hình này. Sau đó là lựa chọn xóa bài tập. Cái mục xóa bài tập này sẽ chỉ xóa được khi mà thầy cô tạo bài tập xong rồi nhưng mà thầy cô chưa giao cho các bạn học sinh. Trong trường hợp là mình đã chọn giao cho cho các lớp rồi thì cái mục bài tập này thì thầy cô không thể xóa được, tại vì khi mà mình xóa những cái bài tập mà mình đã giao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái báo cáo trong cái tài khoản của giáo viên giữ cái tài khoản admin đấy ạ. Tức là giáo viên của trường nó sẽ ảnh hưởng đến cái báo cáo của trường. Cho nên là trong trường hợp trong những cái bài tập mà mình đã giao cho các bạn học sinh rồi thì mình sẽ không thể xóa bài tập được. Tiếp theo, trong mục giao bài tập này, em ví dụ là đối với lớp này thì hiện tại là có 10 bạn nhưng mà chỉ mới có 5 trên 10 bạn tham gia làm bài tập thôi, nhưng mà cái thời hạn làm bài của các con đã hết rồi và các con không thể vào để làm bài tập nữa, thì lúc đó thì học sinh sẽ liên hệ với giáo viên và thầy cô sẽ vào mục quản lý lớp, sau đó chọn cái câu chọn bộ đề mà mình đã giao cho các bạn, sau đó lựa chọn vào dấu ba chấm này, tích vào mục giao bài tập. Thì ở trong cái mục giao bài tập này thầy cô có thể chỉnh sửa được cái thời gian ngày kết thúc, tức là thầy cô sẽ kéo dài cái thời gian kết thúc bài tập này cho các bạn. Em ví dụ ở đây là đối với cái phần tự luyện này thì hiện tại là đã hết hạn làm bài rồi, các con không vào làm được nữa, thì thầy cô sẽ vào đây chỉnh sửa kéo dài cái thời gian kết thúc là vào ngày mùng 5, thì hệ thống sẽ tự động kéo dài cái thời gian làm bài cho các bạn, để những bạn nào mà chưa tham gia hoàn thành bài tập được thì các con sẽ có thể là vào để hoàn thành tiếp cái bài tập mà giáo viên đã giao cho các bạn học sinh ạ. Tiếp theo, ở trong mục chờ chấm điểm này thì nó sẽ hiển thị ra những cái bài mà giáo viên sẽ cần phải vào để chấm điểm cho các bạn. Em ví dụ ở đây là em có cấu hình sẵn một cái bài là test chấm điểm tự luận cho các bạn, thì thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây mục chấm điểm sẽ hiển thị ra số bài mà mình cần chấm cho các bạn học sinh. Ví dụ ở đây lớp lớp này ví dụ như lớp có 10 bạn thì có bao nhiêu bạn đã hoàn thành bài tập và đã nộp bài rồi thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Thầy cô sẽ tích vào. Khi mà tích vào thì thầy cô sẽ bước đầu tiên thầy cô sẽ lựa chọn giúp em là học sinh cần chấm điểm. Ví dụ như ở đây có bạn là chỉ mới có bạn Bùi Thị Thắng, bạn ấy vừa làm bài tập thôi, thì thầy cô sẽ tích vào tên của bạn. Sau đó thì hệ thống sẽ hiển thị ra là những cái đáp án mà bạn Thắng đã lựa chọn. Ví dụ ở đây bạn lựa chọn đáp án A sai, thì thầy cô sẽ thay đổi điểm số ở đây. Ví dụ như đáp án A của bạn sai thì bạn sẽ được 0 điểm. Cô sẽ thay đổi điểm số của các bạn ở đây. Câu này các bạn đúng thì các bạn sẽ được 2 điểm. Câu C sai thì các bạn sẽ được 0 điểm. Tương tự như là các câu tự luận, các câu trắc nghiệm khác. Tiếp theo, như là lúc nãy có một câu là câu số 5, em lựa chọn câu số 5 là một câu hỏi tự luận. Thì đối với câu hỏi tự luận này, ngoài lựa chọn đáp án A, B, C, D ra thì học sinh sẽ phải giải thích cái câu hỏi của mình. Thì trong cái tài khoản của học sinh thì khi mà giải thích câu hỏi thì học sinh sẽ có một file, một cái bản Word để học sinh có thể gõ đáp án của mình vào, hoặc là học sinh có thể làm bài trên giấy sau đó chụp ảnh bài thi sau đó thì sẽ up lên, thì thầy cô sẽ nhìn thấy được. Còn hiện tại là ở đây là bạn chỉ trả lời câu hỏi thôi nhưng mà bạn không giải thích, thì thầy cô sẽ
lựa chọn thay điểm số của con ở đây. Dù điểm tối đa của con là 2 điểm nhưng mà do con không giải thích cho nên là điểm số của con chỉ có 1 thôi. Thì cô sẽ thay đổi thông tin điểm số của con ở đây ạ. Mình sẽ tích vào câu 5 này và thay đổi điểm số của con là 1 điểm. Thì khi mà thầy cô đã chấm điểm cho các bạn rồi thì thầy cô có thể là viết nhận xét cho các bạn ở đây, ví dụ như là bài làm của con tốt hoặc là con cần chú ý những câu nào thì thầy cô sẽ nhập cái nhận xét của mình vào đây. Thì khi mà thầy cô đã chấm điểm cho các bạn xong rồi, khi mà thầy cô đã chấm điểm cho các bạn xong rồi thì bước tiếp theo, thầy cô lưu ý giúp em một chút là ở trong cái phần này thì nó sẽ hiển thị ra là mục trắng là mục chưa chấm và mục xanh là mục đã chấm. Thì những câu này khi mà mình thầy cô đã chấm rồi thì thầy cô sẽ tích vào mục là cập nhật giúp em. Thì hệ thống sẽ cập nhật cái điểm số mà giáo viên vừa chấm cho học sinh. Ví dụ ở đây câu 3 bạn ấy làm sai 0 điểm, có 42 điểm thì thầy cô sẽ tích vào mục cập nhật này ạ. Tương tự như là câu 5, câu tự luận. Thì sau khi mà thầy cô đã chấm điểm cho các bạn rồi thì thầy cô tích vào mục cập nhật này giúp em. Khi mà mình tích vào mục cập nhật này, tất cả những cái ô điểm này nó hiện về màu xanh thì tức là mình đã chấm hết cho các bạn học sinh rồi. Trong trường hợp nếu như mà câu nào đó mà đang còn màu trắng chẳng hạn thì tức là những câu đó thầy cô chưa chấm và chưa cập nhật điểm nữa bạn, thì thầy cô sẽ tích vào và chấm điểm cho các con. Thì khi mà thầy cô chấm rồi và mình đã tích vào mục cập nhật rồi thì thầy cô sẽ tiến hành là quay trở lại màn hình. Thầy cô lưu ý giúp em là khi mà mình chấm xong rồi thì mình sẽ chưa tích vào mục công bố điểm ạ. Trong cái mục công bố điểm này thì mình sẽ chỉ tích vào khi mà tất cả các bạn học sinh của lớp mình đã hoàn thành xong hết bài tập rồi, thầy cô đã chấm điểm cho các bạn hết rồi và sau đó thì mình muốn là công bố cái điểm số này cho tất cả các bạn học sinh của lớp mình thì mình sẽ tích vào mục công bố điểm. Còn nếu như mà mình chưa chấm xong cho lớp thì thầy cô chỉ cần là chấm điểm cho các bạn, sau đó tích vào mục cập nhật này thì hệ thống sẽ tự động lưu lại những cái thông tin mà thầy cô vừa thao tác. Tương tự thầy cô sẽ lựa chọn những cái bài khác, những cái bài làm khác mà học sinh mà mình cần chấm điểm cho các bạn. Vừa rồi là em đã hướng dẫn thầy cô cách là chấm điểm bằng cái bài chấm điểm cho những cái bài tự luận của các bạn học sinh. Thì tiếp theo là trong mục thầy cô sẽ đi đến mục chưa giao. Thì ở trong mục chưa giao này thì nó sẽ hiển thị ra là danh sách những cái bài tập mà thầy cô đã cấu hình rồi nhưng mà mình chưa giao cho các bạn học sinh, tức là những cái mình có cái khoảng thời gian rảnh nào thì thầy cô sẽ lựa chọn những cái câu hỏi, những cái bộ đề cho các bạn trước, sau đó thì đến cái thời điểm cái một đến cái thời gian nhất định nào đó mình muốn giao cho các bạn thì mình chỉ cần là vào mục chưa giao này, sau đó thì lựa chọn là thay đổi những cái thông tin cần thiết và sau đó thì lựa chọn giao bài cho những lớp mà mình cần giao bài cho học sinh. Tiếp theo, một phần cũng rất là quan trọng trong phần quản lý học tập đó là phần quản lý nhiệm vụ tự học. Quản lý bài tập thì tức là sẽ quản lý những cái bài tập mà mình đã giao cho học sinh. Còn cái phần quản lý nhiệm vụ tự học này là cái phần mà thầy cô có thể là thêm cho các bạn thêm những cái bộ đề cho các bạn là luyện tập trên cái kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện. Thì em ví dụ ạ, em sẽ tích vào mục là thêm nhiệm vụ. Thì ở trong mục thêm nhiệm vụ này học sinh sẽ vào làm tất cả những cái câu hỏi, những cái đơn vị kiến thức mà ôn luyện đã cấu hình sẵn trên cái kho ngân hàng câu hỏi. Thì bước đầu tiên thầy cô tích vào mục là tên nhiệm vụ, thầy cô sẽ ghi thông tin ở đây, ví dụ là nhiệm vụ phần 1. Sau đó lựa chọn khối lớp, thầy cô muốn giao nhiệm vụ là khối lớp nào.
lựa chọn môn học, sau đó lựa chọn mô tả. Thầy cô lưu ý giúp em là trong cái phần nhiệm vụ này thì cái phần nhiệm vụ tự học này, học sinh sẽ làm tất cả những cái câu hỏi trong kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện sẽ bao gồm là hơn 150.000 câu hỏi. Thì tức là nhiệm vụ của con hoàn thành ở đây thì các con sẽ phải hoàn thành rất là nhiều những cái bộ câu hỏi khác nhau. Thì ví dụ như các con, em ghi ở đây là các con hoàn thành 60%, tức là các bạn chỉ cần hoàn thành 60% cái nhiệm vụ này là các con đã hoàn thành xong cái mục tiêu mà giáo viên muốn giao cho các bạn. Thì trong cái mục nhiệm vụ này thì lát nữa thì em sẽ trong cái hướng dẫn sử dụng tài khoản của học sinh thì thầy cô có thể nhìn thấy được là trong cái phần nhiệm vụ này thì các con sẽ làm những câu hỏi gì và sẽ làm như thế nào và sẽ làm bao nhiêu câu hỏi, và cái nhiệm vụ này thì trong cái quá trình hoàn thành thì nó sẽ như thế nào, thì lát nữa thì em sẽ mô tả rõ hơn cho thầy cô trong cái tài khoản của học sinh. Thì khi mà nhập thông tin cấu hình nhiệm vụ thành công rồi thì thầy cô sẽ đi đến bước 2 bằng cách là tích vào cái mục mũi tên này. Thì khi mà tích vào mục mũi tên này, như thầy cô có nhìn thấy ở trên màn hình, nó sẽ có hai dạng là dạng tự luyện và dạng kiểm tra. Dạng tự luyện là những cái bài tập đã được chia ra theo từng cái đơn vị kiến thức khác nhau. Còn phần kiểm tra này, tức là các con sẽ làm những cái bài kiểm tra mà do ôn luyện đã cấu hình sẵn cho các bạn ngay, cho các bạn trên cái kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện rồi. Đó, mình giáo viên chỉ cần là lựa chọn từng cái câu hỏi, từng cái bộ đề kiểm tra mà mình cần giao, thì sau đó thì các bạn học sinh sẽ nhận được và tiến hành làm bài. Ở đây em ví dụ là đối với bài tự luyện đây, em sẽ lựa chọn một cái mục tiêu kiến thức, đó là trong phần hàm số. Thì khi mà tích vào cái mục hàm số này thì thầy cô sẽ nhìn thấy được là nó sẽ hiển thị ra được những cái mục tiêu đơn vị kiến thức nhỏ hơn. Ví dụ như là ở tuần 1 này mình vừa học, các bạn học sinh vừa học đến cái phần là khảo sát tính đơn điệu của hàm số rồi, các bạn học xong rồi và thầy cô muốn ra bài cho các bạn trong cái phần này, cho muốn muốn các bạn học sinh là luyện tập lại những cái bài tập của cái mục tiêu đơn vị kiến thức này, thì thầy cô tích vào cái mục thêm này giúp em. Tức là mình đã lựa chọn xong một đơn vị kiến thức rồi. Tiếp theo, ví dụ như thầy cô muốn là mình giao thêm cho các bạn một bài kiểm tra nữa, thì thầy cô có thể lựa chọn ở đây nó sẽ có rất nhiều cái dạng đề kiểm tra mà ôn luyện đã sưu tập cũng như là cấu hình sẵn. Ví dụ như ở đây mình muốn giao đề thi trung học phổ thông, thầy cô có thể lựa chọn bất kỳ một cái đề thi thử nào bằng cách là thêm. Sau đó khi mà lúc nãy là em vừa thêm một bài tự luyện và một bài kiểm tra rồi, thì khi mà mình đã lựa chọn đủ những cái thông tin mà mình cần giao cho học sinh rồi thì thầy cô sẽ đi đến bước thứ ba bằng cách tích vào mục mũi tên này. Thì ở trong mục mũi tên này thì nó sẽ hiển thị ra những cái cấu hình nhiệm vụ mà mình vừa soạn từ bước 1. Tiếp theo là sẽ hiển thị ra hai phần mà mình đã vừa giao cho học sinh, là một bao gồm một phần tự luyện và một bài kiểm tra. Thì ví dụ như đối với bài tự luyện này, thầy cô yêu cầu là con chỉ cần hoàn thành 60% thôi, thì mình sẽ chỉnh sửa ở đây là 60%. Tức là trong cái quá trình làm bài các con làm cái tỷ lệ hoàn thành của con đạt 60%, tức là con đã đạt được cái mức độ mà giáo viên giao cho học sinh rồi. Tiếp theo là phần kiểm tra. Ví dụ như đối với bài kiểm tra này thì thầy cô muốn là các bạn chỉ cần từ 6 điểm thôi là các con đã đạt được cái mục tiêu mà mình cần giao cho các bạn rồi, thì thầy cô sẽ lựa chọn là thay đổi cái điểm số ở đây giúp em. Thì sau khi mà mình lựa chọn thay đổi cái tỷ lệ hoàn thành cũng như là cái số điểm cần đạt cho các bạn học sinh rồi thì mình sẽ đi đến bước thứ tư, đó là bước kết thúc giao bài tập cho các bạn. Ví dụ như mình đã tạo được nhiệm vụ rồi, thầy cô muốn giao luôn cái nhiệm vụ đó cho một lớp thì thầy cô sẽ tích vào mục giao nhiệm vụ vừa tạo này, thì hệ thống cũng sẽ hiển thị ra cái thời gian giao bài cho các bạn cũng như là những lớp mà mình được gắn quyền giảng dạy. Sau đó thì thầy cô sẽ thay đổi cái thời gian kết thúc, do là cái câu hỏi ở trong cái phần nhiệm vụ tự luyện này nó rất là nhiều câu hỏi, trong cái kho ngân hàng rất là nhiều câu hỏi, cho nên là cái thời gian làm bài của các bạn sẽ rất là lâu.
Cho nên thầy cô sẽ muốn là các con sẽ lựa chọn, các con sẽ làm bài tự luyện này trong vòng 1 tuần. Em ví dụ là đến ngày 11, tức là đến ngày 11 các con sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau đó thầy cô sẽ lựa chọn thời gian kết thúc ở đây. Dù như em để là 15:30 thì ở đây nó sẽ hiển thị ra là số học sinh của một lớp, ở lớp này thì hiện tại là em chỉ có 4 bạn học sinh thôi. Thầy cô có thể là giao nhiệm vụ cho tất cả các bạn hoặc là giao nhiệm vụ cho từng bạn một bằng cách là tích chọn vào đây, thì hệ thống sẽ chỉ giao cho những bạn mà mình đã tích thôi. Sau đó thì thầy cô tích vào mục giao nhiệm vụ. Khi mà thầy cô tích vào mục giao nhiệm vụ rồi thì học sinh đã nhận được cái nhiệm vụ mà giáo viên giao rồi, thì để xem được là tiến độ các bạn học sinh của lớp mình đã vào làm hay chưa và các con vào làm như thế nào, thì thầy cô tích vào mục xem tiến độ này. Nó sẽ hiển thị sang cái mục báo cáo xem là những bạn nào đã vào làm bài rồi thì nó sẽ hiển thị ra ở đây, và cái biểu đồ là tỷ lệ hoàn thành của mỗi bạn là bao nhiêu phần trăm rồi, thì thầy cô có thể nhìn qua cái biểu đồ này. Ở đây là do bài tập này em vừa giao cho nên là chưa có bạn nào vào làm hết, cho nên trong cái phần quản lý này thì nó hiện tại nó đang bị trống, thì lát nữa trong cái mục báo cáo thống kê thì em sẽ đi vào một cái câu hỏi, một cái bộ đề khác mà các bạn học sinh đã làm rồi, thì thầy cô có thể nhìn thấy được rõ hơn cái kết quả làm bài của từng bạn học sinh một. Đó là cái phần là giao nhiệm vụ cho các bạn học sinh. Thì trong cái phần nhiệm vụ này khi mà tích vào đây thì thầy cô có thể nhìn thấy được tương tự là tổng số là những cái nhiệm vụ mà mình đã giao cho các bạn học sinh của lớp mình đã tạo được bao nhiêu nhiệm vụ rồi và mình giao cho lớp nào, tổng số bài, bao nhiêu bài tự luyện, bao nhiêu bài kiểm tra. Sau đó là cái thời hạn làm bài của các bạn là đến bao giờ. Thì đó là cái phần thêm nhiệm vụ tự quản lý nhiệm vụ tự học cho các bạn. Tiếp theo là trong cái phần luyện thi IELTS này, thì trong cái phần này thì nó sẽ dành cho các thầy cô dạy bộ môn tiếng Anh. Thầy cô sẽ có một mục giao bài tập về tiếng Anh cho các bạn, thì thầy cô có thể là giao nhiệm vụ tự học cho các bạn ở đây, giao nhiệm vụ và kiểm tra quản lý cho các bạn học sinh lớp mình ở đây. Thì em sẽ không đi sâu vào cái phần này, thì nó tại vì nó tương tự như là cái phần quản lý bài tập và phần quản lý nhiệm vụ tự học. Tiếp theo trong cái mục quản lý bài tập này em sẽ đi vào phần chấm thi. Thì ở trong mục chấm thi này hiện thầy cô sẽ tiến hành là chấm những cái bài thi do trường tổ chức ra cho các bạn học sinh của khối mình, ví dụ như là bài thi giữa kỳ, thi cuối kỳ mà trường tổ chức cho các lớp học. Sau đó thì sẽ phân quyền chấm điểm cho từng thầy cô một. Thì khi mà thầy cô được giao cái quyền chấm thi thì thầy cô sẽ tách vào mục chấm thi này. Sẽ có 2 dạng là chấm thi theo lớp và chấm thi theo khách. Nó sẽ phụ thuộc vào cái tài khoản admin là thầy cô là sao, là sẽ giáo viên sẽ chấm bài thi theo lớp hoặc là chấm bài thi theo khách, thì thầy cô sẽ tích chọn vào đây để chấm bài cho các bạn. Ở đây ví dụ như chấm bài thi theo lớp thì trong cái tài khoản của em có hiển thị ra những cái bài thi do trường tổ chức, em có làm đề thi mẫu ở đây, thì thầy cô sẽ tích vào đây, sau đó thì tích chọn vào những cái bài thi mà mình cần chấm, sau đó thì nó sẽ hiển thị ra những bài mà giáo viên cần phải chấm cho các bạn học sinh. Sau đó thầy cô tích vào đây và tiến hành chấm bài, lựa chọn lớp học, lựa chọn lớp, sau đó lựa chọn học sinh cần chấm bài. Ở đây do là cái tài khoản này thì em chưa có gắn quyền chấm thi cho các thầy cô cho nên là nó sẽ không hiển thị cái danh sách học sinh ở đây. Còn khi mà thầy cô đã được gắn quyền giảng dạy cũng như là gắn quyền chấm thi cho lớp nào thì danh sách học sinh sẽ hiển thị trên cái thanh công cụ này. Tương tự như là mục chấm điểm theo lớp thì mục chấm thi theo khách nó cũng giống như là thầy cô chấm bài thi ở trên giấy, nhưng mà mình sẽ thao tác ở trên máy tính thì nó sẽ thuận tiện hơn.
Tiếp theo mục thứ tư trong mục quản lý bài tập đó là phòng thí nghiệm. Thì phòng thí nghiệm này giáo viên có thể vào để lựa chọn từng cái môn học. Thì ở trong này thì nó sẽ hiển thị ra những cái bài thí nghiệm ảo do ôn luyện cấu hình sẵn. Thì thầy cô và học sinh trong nó sẽ hiển thị ở trong cả tài khoản của giáo viên và tài khoản của học sinh. Thì thầy cô sẽ lựa chọn môn học, thì sau đó thì sẽ lựa chọn vào để làm những cái thí nghiệm ảo do ôn luyện đã cấu hình đây. Thì cái này sẽ tùy vào từng giáo viên được gắn quyền giảng dạy. Ở đây là do tài khoản của em được gắn quyền khá là nhiều môn cho nên là nó sẽ hiển thị ra. Còn đối với những thầy cô mà chỉ được giáo viên gắn của môn toán học thôi thì nó chỉ sẽ chỉ hiển thị ra của môn toán học thôi ạ. À, vừa rồi thì em đã đi sang bốn cái phần chính trong cái phần quản lý học tập. Tiếp theo thì em sẽ đi vào phần quản lý chuyên môn. Trong cái phần này thì đây là một cái phần khá là mới mà ông Nguyễn vừa mới cấu hình sẵn. Ở trong cái phần này thì giáo viên có thể là viết kế hoạch giáo dục của giáo viên bộ môn, sau đó nộp cho giáo viên trưởng bộ môn để giáo viên có thể duyệt cái kế hoạch giảng dạy đó. Ở cái tài khoản của em thì nó hiện tại là nó vừa được gắn hai quyền là chức năng của giáo viên bộ môn và giáo viên trưởng bộ môn. Thì đối với những giáo viên mà có quyền bộ môn thì sẽ nhìn thấy những cái thông tin này. Thầy cô có thể là ghi kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài giảng ở đây và sau đó gửi cho giáo viên trưởng bộ môn. Do cái tài khoản này thì em có gắn quyền trưởng bộ môn cho nên là em sẽ nhìn thấy được cả hai cái thông tin này. Thì đối với chức năng của giáo viên bộ môn thì khi mà mình nộp kế hoạch cho giáo viên trưởng bộ môn, em ví dụ em sẽ tích vào mục là kế hoạch giáo dục của giáo viên, em sẽ nộp kế hoạch. Thầy cô có thể ở đây thầy cô có thể nhìn thấy được là tất cả những cái kế hoạch mà mình đã viết ra để gửi cho giáo viên trưởng bộ môn cho từng lớp, và sẽ nhìn thấy được là trạng thái là đã được giáo viên trưởng bộ môn duyệt hay chưa, hay là ở tình trạng là đang soạn thảo, tức là mình đang soạn dở kế hoạch này, thì nó sẽ ở cái tình trạng là đang soạn thảo. Sau đó thì thầy cô có thể nhìn thấy được là ngày tạo kế hoạch và ngày cập nhật là bao nhiêu. Thầy cô có thể xem được thông tin chi tiết là mình đã tạo cái kế hoạch này vào ngày nào, hạn cuối mà mình muốn giáo viên trưởng bộ môn duyệt là vào ngày bao nhiêu, những kế hoạch này là dành cho lớp nào và mình sẽ có mô tả kế hoạch này là như thế nào. Sau đó thì cái phân phối chương trình như thế nào thầy cô sẽ đưa lên đây, mình sẽ có thể nhìn thấy được. Tiếp theo là phần chỉnh sửa. Cái phần chỉnh sửa này thì nó sẽ chỉ hiển thị đối với những cái kế hoạch mà thầy cô chưa gửi cho giáo viên trưởng bộ môn để duyệt. Thì trong cái quá trình tạo ấy, ví dụ như mình đang bận thì thầy cô có thể dừng, sau đó thì vào để tiến hành là tiếp tục là tạo soạn thảo thêm cái kế hoạch này. Sau đó thì khi mà mình đã tạo ra cái kế hoạch xong rồi thì thầy cô có thể là cập nhật phân phối chương trình bằng những cái file Word mà mình đã biên tập sẵn. Sau đó thì mình sẽ tải lên đây. Em ví dụ bây giờ em sẽ thêm kế hoạch ạ. Thì cô sẽ nhập tên kế hoạch giáo dục. Ví dụ đây là kế hoạch tháng 1 nhỉ. Sau đó thì thầy cô lựa chọn là hạn duyệt kế hoạch, tức là giáo viên trưởng bộ môn sẽ phải duyệt cái kế hoạch này trong cái thời gian tối đa là đến hôm nào. Ví dụ như em muốn là giáo viên trưởng bộ môn duyệt kế hoạch vào ngày mai giúp em. Sau đó thì thầy cô lựa chọn môn mà mình đang giảng dạy, lựa chọn khối lớp, sau đó lựa chọn lớp học. Tức là mình muốn là mình đang soạn cái kế hoạch này cho lớp nào, sau đó nhập mô tả của kế hoạch giáo dục. Cái này thì mô tả sẽ tùy vào từng giáo viên một, mình muốn mô tả cái kế hoạch này cho giáo viên trưởng bộ môn là như thế nào. Ví dụ như đây là kế hoạch của tuần 1 và giáo viên trưởng bộ môn sẽ cần những góp những cái thông tin gì.
Thì sau đó thì phải có kết quả một lưu giúp em. À, do là lớp 10A1 này thì em đã tạo một cái kế hoạch từ lúc nãy rồi, thì mỗi lớp thì mình chỉ có thể tạo được một kế hoạch duy nhất thôi. Thì đây em đã vừa soạn sẵn một cái kế hoạch cho lớp 12A1 này, thì thầy cô có thể là thay đổi thông tin rồi, sau đó thì thầy cô sẽ phải cập nhật cái phân phối chương trình bằng cách là tích vào mục phân phối chương trình, sau đó thêm chương trình giảng dạy. Ví dụ tên bài học, thầy cô có thể là ghi tên bài học mà mình đang soạn, sau đó sẽ chọn là loại bài dạy là theo chương trình hoặc là theo chủ đề. Ở đây ví dụ là theo chương trình, và cái bài này thì em sẽ dạy trong vòng, thầy cô sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tiết, và thời điểm trong vòng mấy tuần, ví dụ trong vòng 1 tuần hoặc là trong vòng 2 tuần. Sau đó thiết bị dạy học, tức là mình yêu cầu là kế hoạch giảng dạy của bài này cần thiết bị gì đó, ví dụ như máy chiếu, thì giáo viên trưởng bộ môn sẽ nhìn thấy được cái thông tin kế hoạch của mình và biết là mình sẽ phải cần máy chiếu cho cái bài học này, và giáo viên trưởng bộ môn sẽ phải chuẩn bị máy chiếu cho các thầy cô. Sau đó thầy cô tích vào mục thêm thì nó sẽ hiển thị ra là nội dung của từng bài. Tương tự thầy cô muốn thêm chương trình dạy thì thầy cô sẽ tích vào đây và tiến hành là nhập những cái thông tin như là em vừa thao tác. Thì khi mà nhập thành công rồi, thầy cô thấy là kế hoạch của mình đã hoàn thiện xong rồi, và thầy cô đã kiểm tra lại và thấy là những cái thông tin này là đã đầy đủ rồi, đã chính xác rồi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là yêu cầu duyệt, thì thầy cô sẽ tích vào đây, tích vào mục ô trống này, sau đó chọn vào yêu cầu duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị ra là thầy cô có chắc chắn muốn gửi cái yêu cầu này không. Nếu như mà thầy cô muốn thay đổi thì thầy cô sẽ tích vào mục hủy này. Còn nếu như mà mình đã thay đổi, đã hoàn thành trong cái nhiệm vụ kế hoạch này rồi thì thầy cô sẽ tích vào mục gửi. Thì khi mà tích vào mục gửi đi này, tức là giáo viên trưởng bộ môn đã nhận được cái thông tin kế hoạch của thầy cô rồi. Thì khi mà mình gửi kế hoạch giảng dạy rồi thì thầy cô sẽ phải đợi duyệt từ giáo viên trưởng bộ môn. Thì khi mà giáo viên trưởng bộ môn duyệt xong thì giáo viên mới có thể là đi đến bước tiếp theo, đó là bước soạn giáo án gửi cái kế hoạch bài dạy cho giáo viên trưởng bộ môn. Em ví dụ là cái tài khoản này của em là đã có chức năng trưởng bộ môn rồi. Thì đối với giáo viên đối với giáo viên trưởng bộ môn thì giáo viên sẽ vào mục là kế hoạch giảng dạy hướng dẫn của giáo viên, kế hoạch giảng dạy này, thì nó sẽ hiển thị ra là những cái kế hoạch của giáo viên bộ môn gửi đến cho mình. Thì cô có thể xem thông tin chi tiết ở đây. Đây là cái nhiệm vụ mà em vừa vừa tạo từ lúc nãy đấy ạ. Thì thầy cô tích vào mục xem chi tiết này, thầy cô sẽ nhìn thấy được là giáo viên trưởng bộ môn tạo từ ngày nào và hạn duyệt của mình là đến bao giờ. Cái kế hoạch này là dành cho lớp nào, mô tả của giáo viên bộ môn đến mình là cái gì. Sau đó thì mình sẽ nhìn thấy được là phân phối chương trình học. Ví dụ như tên bài này, kế hoạch là chương trình gì, số tiết tuần và cái thiết bị dạy học của giáo viên cần là cái gì. Thì sau đó thì mình có sẽ đóng lại. Tiếp theo là xem mục xem lịch sử duyệt này, thì mình sẽ nhìn thấy được là cái mục này thì mình chưa chưa duyệt cho giáo viên bộ môn, cho nên là ở đây nó sẽ có hiển thị là đây là tài khoản của cô Thắm và cô đã chuyển đến cho mình để chờ duyệt rồi. Và cái nhiệm vụ đó thì cô đã gửi vào thời gian nào, ngày bao nhiêu, thì cô sẽ nhìn thấy được cái thông tin ở đây. Tiếp theo là một cái mục nữa là mục phê duyệt kế hoạch giáo dục. Thì ở trong mục này thầy cô sẽ nhập cái lý do lựa chọn là mình có duyệt cái kế hoạch giáo dục này cho giáo viên hay không và lý do là như thế nào. Ví dụ ở đây nó sẽ ôn luyện cũng đã có cấu hình sẵn những cái nội dung, ví dụ như là mình có duyệt kế hoạch cho giáo viên hoặc là có những cái nội dung gì mà mình cần gửi đến cho giáo viên bộ môn và lý do vì sao mình không
mình không duyệt thì mình sẽ lựa chọn những cái thông tin ở đây. Sau đó thầy cô sẽ nốt lại những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho giáo viên trưởng, cho giáo viên bộ môn. Ví dụ là thầy cô duyệt kế hoạch giáo dục và thầy cô đồng ý với yêu cầu của giáo viên, thì cái thông tin này giáo viên bộ môn sẽ nhìn thấy được. Sau đó thì thầy cô tích vào mục phê duyệt. Nếu như mà trong trường hợp giáo viên mà bị nộp muộn, tức là cái quá cái thời gian mà giáo viên trưởng bộ môn yêu cầu, thì giáo viên cũng có thể là tích vào đây, thì giáo viên bộ môn sẽ biết được là mình đã nộp cái kế hoạch này muộn, tức là giáo viên trưởng bộ môn sẽ nhắc nhở giáo viên bộ môn bằng cách là tích vào cái nội dung này. Thì khi mà tiến hành phê duyệt thành công rồi, khi mà giáo viên trưởng bộ môn tiến hành là phê duyệt thành công rồi, thì giáo viên bộ môn lúc này mới có thể là vào để soạn giáo án. Tiếp theo, khi mà giáo viên bộ môn khi mà giáo viên trưởng bộ môn đã duyệt cái nhiệm vụ về đã duyệt cái kế hoạch đấy rồi, thì giáo viên bộ môn sẽ vào một kế hoạch bài dạy. Thì trong kế hoạch bài dạy này, do là giáo viên trưởng bộ môn này lại không được gắn quyền không được gắn quyền giảng dạy cái bộ môn đó, cho nên là trong cái môn này thì nó không có hiển thị ra. Và đây nó sẽ hiển thị ra những giáo viên mà đã phê duyệt. Em ví dụ như ở đây kế hoạch bài dạy này đã được duyệt rồi, thì khi mà đã được giáo viên trưởng bộ môn duyệt rồi, thì giáo viên bộ môn sẽ có thể tải lên cái giáo án của mình bằng cách là nó tích vào mục dấu mũi tên tải về này, thì mình sẽ tải về cái mục kế hoạch mà giáo viên mà mình đã nộp cho giáo viên trưởng bộ môn. Khi mà thầy cô tích vào đây thì thầy cô có thể thấy được những cái khi mà mình soạn giáo án thì mình sẽ đưa lên bằng những cái file upload, bằng file PDF hoặc là file bản Word. Đây mình sẽ nhìn thấy được những cái thông tin mà mình, cái này là em đã soạn giáo án rồi và sau đó thì đã gửi cho giáo viên trưởng bộ môn rồi, thì mình sẽ nhìn thấy được. Còn đối với những bài, đối với những trường hợp mà đang ở cái trạng thái là đang soạn thảo này, thì thầy cô có thể vào và cập nhật kế hoạch bài dạy của mình bằng tên, sau đó thì lựa chọn bài tập, lựa chọn nhiệm vụ, sau đó mình sẽ lựa chọn tập kế hoạch bài dạy, tức là mình sẽ tải lên file giáo án mà giáo viên đã soạn sẵn ngay từ đầu rồi, kèm theo những cái tệp đính kèm mà giáo viên muốn đưa lên để gửi cho giáo viên trưởng bộ môn, sau đó lựa chọn lưu, thì nó sẽ được gửi đến giáo viên trưởng bộ môn. Thì do là cái chức năng này hệ thống vừa mới cập nhật và vừa mới đưa lên, cho nên là trong cái quá trình làm thì sẽ có những cái thay đổi nhất định nữa về cái hồ sơ công tác chủ nhiệm cũng như là các văn bản chỉ đạo chuyên môn này. Thì hiện tại là đang trong quá trình cập nhật, cho nên là lúc nào mà khi mà đã hoàn thành xong rồi thì bên em sẽ có những cái video hướng dẫn cho thầy cô cái cách sử dụng những cái chức năng này. Tiếp theo là em sẽ đi sang một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần báo cáo thống kê. Thì trong cái phần báo cáo thống kê này, thầy cô có thể nhìn thấy được là cái tình trạng làm bài của học sinh ở lớp mình giảng dạy là như thế nào, cái tiến độ như là cái tiến trình làm bài của các con như thế nào. Thì thầy cô sẽ tích vào, thì thầy cô sẽ vào mục báo cáo thống kê này. Ở trong cái mục này thì nó sẽ có 4 mục chính, đúng không? Đó là mục khảo sát chất lượng, bài tập, nhiệm vụ và IELTS. Thì đầu tiên em xin phép là em sẽ đi vào báo cáo thống kê của phần khảo sát chất lượng. Thì trong cái phần khảo sát chất lượng này là cái phần báo cáo của những cái bài thi do nhà trường tổ chức cho các học sinh.
thầy cô sẽ lựa chọn niên khóa ở đây. Sau đó lựa chọn lớp mà mình muốn xem báo cáo. Ở đây nó sẽ hiển thị ra tổng hợp tất cả những lớp mà mình sẽ đang đang trực tiếp giảng dạy. Em ví dụ là em sẽ xem báo cáo của lớp 12A2. Sau đó thì lựa chọn xem kỳ thi. Ở đây em muốn xem báo cáo của kỳ thi học kỳ bài thi môn toán. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra danh sách học sinh của lớp tham gia kỳ thi. Thời gian làm bài của các bạn là bao nhiêu? Những bạn nào có tham gia kỳ thi thì sẽ hiển thị cái thời gian làm bài của các con ở đây. Hoặc là những bạn nào mà không tham gia kỳ thi thì sẽ hiển thị là chưa làm. Sau đó tiếp theo thầy cô có thể nhìn thấy được là tổng số câu đúng của các bạn trong cái bài thi này, các bạn làm được bao nhiêu câu đúng, các con sai bao nhiêu câu và các con bỏ qua bao nhiêu câu, và cuối cùng là điểm số của các con là bao nhiêu. Tiếp theo nữa, ở phía bên này góc phải này, thầy cô có thể nhìn thấy được cái biểu đồ thống kê điểm của các bạn, tương tự theo từng màu khác nhau. Ví dụ như đối với điểm giỏi là 0%, tức là không có bạn nào là điểm giỏi hết. Điểm khá là 10%, trung bình là màu vàng này, yếu không có và không đạt là 90%. Thì mình sẽ thầy cô sẽ có thể nhìn thấy được là ví dụ ở đây đối với những bạn học sinh mà đạt điểm khá là 10%, ở đây thầy cô nhìn thấy là có một học sinh, là có một bạn đạt được 8 điểm, chiếm 10% trong tổng số lớp học. Và tương tự là điểm không đạt là 90%, tức là ở đây danh sách các học sinh mà không đạt yêu cầu, điểm số không đạt yêu cầu là 0%, thì nó sẽ hiển thị ra trên cái bản đồ này như thầy cô có thể nhìn thấy được. Tiếp theo là trong cái mục phổ điểm này, thầy cô có thể nhìn thấy được là ví dụ như ở đây điểm không có bao nhiêu bạn được điểm không, thì nó sẽ hiển thị ra lại điểm không là có 7 bạn. Đây là có 7 bạn được 0 điểm, hai bạn 2 điểm và có một bạn được 8 điểm. Thì cái phổ điểm này nó sẽ hiển thị ra rất là chi tiết thông tin của từng bạn học sinh một. Tương tự đối với những lớp khác thì thầy cô có thể là vào đây lựa chọn lớp học cũng như là lựa chọn cái kỳ thi mà mình cần theo dõi cái kết quả làm bài của các bạn. Tiếp theo nữa là trong cái mục báo cáo thống kê, em sẽ đi sang mục báo cáo bài tập. Trong cái mục báo cáo bài tập này thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái bài tập mà giáo viên đã giao cho các bạn học sinh. Thầy cô sẽ lựa chọn khối lớp cần xem báo cáo ở đây. Em ví dụ là em sẽ lựa chọn khối 12, lựa chọn môn học cần xem báo cáo và lựa chọn bài tập. Ở đây là nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái bài tập mà mình đã giao cho học sinh rồi. Thầy cô muốn xem báo cáo ở những bài tập nào thì mình sẽ tích vào cái báo cáo ở những môn đó. Sau đó lựa chọn lớp. Ở đây do cái tài khoản của em thì nó có rất nhiều lớp, với cả là em có giao rất là nhiều bài tập cho nên là nó sẽ hơi hơi loãng một chút. Thì cô đợi em một chút để em sẽ lựa chọn một cái lớp bất kỳ để xem. Sau đó nó sẽ hiển thị ra là mình đã giao cái bài tập này cho lớp nào, thì nó sẽ hiển thị ra. Ở đây em chọn là xem báo cáo của lớp 12A2. Sau đó thầy cô tích vào mục xem thống kê. Thì khi mà tích vào mục xem thống kê này, thầy cô sẽ nhìn thấy được là tỷ lệ làm bài, tỷ lệ tham gia làm bài của học sinh là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ ở lớp này là có 10 bạn nhưng mà mới chỉ có 9 trên 10 bạn vào làm cái bài tập này thôi, và có một bạn nữa chưa làm. Thì dựa vào cái biểu đồ này, thầy cô sẽ nhìn thấy được là ở đây là có bạn Bảo Thanh bạn chưa làm bài tập. Thì thầy cô có thể là nhắc nhở riêng cho bạn Bảo Thanh là bạn sẽ phải vào để làm hoàn thiện xong cái bài tập này. Mình sẽ dựa vào cái biểu đồ này để nhắc nhở các bạn học sinh vào tham gia làm bài tập. Thì ở trong cái mục này thì nó sẽ hiển thị ra cái tỷ lệ phần trăm học sinh đã làm bài này. Ngoài ra thì trong cái biểu đồ tỷ lệ hoàn thành bài tập này, thì cô có thể nhìn thấy được là cái phần trăm hoàn thành bài tập của các bạn là như thế nào. Ví dụ như là bạn Nam An, bạn làm đúng được 80% câu hỏi và bạn hoàn thành cái bài tập này trong vòng 3 phút 24 giây, và tỷ lệ hoàn thành của bạn là trên 72%.
đây ạ, nó sẽ hiển thị ra 80%, thì nó sẽ hiển thị ra là tỷ lệ làm đúng trên 70%, là nó sẽ có cái màu xanh này. Tiếp theo là tỷ lệ hoàn thành đúng dưới 70% là bạn Ngọc An. Bạn chỉ hoàn thành được 60% thôi và bạn hoàn thành cái bài tập này trong 3 phút. Tương tự những bạn khác thì thầy cô có thể nhìn thấy được là bạn làm bài có tốt hay không, bạn làm bài được bao nhiêu phần trăm và cái tỷ lệ đúng của các bạn là có cao hay không. Ở đây có bạn Hoàng Phong thì tỷ lệ đúng của bạn là dưới 50% thì nó sẽ hiển thị ra cái màu nâu này. Thì để nhìn rõ hơn được chi tiết thì tiếp theo ở đây là cái mức bộ hoàn thành mà nó cập nhật, nó chung, tức là cập nhật chung của cả lớp. Thì tiếp theo thầy cô tiếp vào mục là tỷ lệ đúng sai. Thì ở trong tỷ lệ đúng sai này, đối với cái bài kiểm tra 15 phút này, em giao 5 câu hỏi cho các bạn, thì thầy cô có thể nhìn thấy được là theo từng câu cái mức độ hoàn thành của các bạn, tỷ lệ làm đúng của các bạn là bao nhiêu phần trăm. Em ví dụ đối với câu 1 này, có tận trong tổng số 9 bạn làm bài thì có 8 bạn làm đúng, chiếm 88,89%, và có một bạn làm sai. Tương tự thầy cô có thể nhìn thấy được đối với những câu khác, cái tỷ lệ làm đúng và làm sai nó rất là khác nhau và rất là chênh lệch. Đối với câu 5 này thì như là đợt trước em có lựa chọn đây là một cái câu hỏi ở dưới dạng là vận dụng, thì cái câu này thì nó sẽ hơi khó một chút. Thầy cô có thể nhìn thấy được là cái tỷ lệ làm sai của các bạn rất là nhiều, có tận 4 bạn làm sai. Thì dựa vào cái biểu đồ này thầy cô có thể biết được là cái câu đó các bạn đang bị các bạn đang bị vướng mắc ở cái câu đó. Thì mình sẽ dựa vào cái biểu đồ này, thầy cô sẽ có thể là giảng giải lại cho các bạn học sinh những cái nội dung kiến thức của cái câu hỏi này. Tiếp theo là thầy cô sẽ tích vào mục là chi tiết học sinh. Thì trong cái mục chi tiết học sinh này, thầy cô có thể nhìn rõ được thông tin chính xác của từng bạn học sinh một. Các bạn đã hoàn thành câu hỏi này như thế nào? Các bạn hoàn thành bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ làm đúng của các bạn là bao nhiêu? Ví dụ như bạn Nam An, bạn làm đúng 4 trên 5 câu hỏi. Tỷ lệ hoàn thành của các bạn là 80%. Bạn làm đúng ở 4 câu đầu và câu cuối bạn làm sai. Những cái màu xanh này là những câu trả lời đúng của các bạn, còn màu đỏ là câu trả lời sai. Để nắm rõ hơn được chi tiết làm bài cũng như là cái mức độ học bài của từng bạn học sinh một thì thầy cô sẽ tích vào tên của các bạn đây. Mình sẽ đi vào sâu hơn nữa. Thì khi mà đi vào sâu hơn nữa thì thầy cô sẽ nhìn thấy được là đối với bạn Nam An thì bạn trả lời đúng được 4 câu, sai 1 câu. Tổng số câu hỏi là 5 câu và số điểm bạn nhận được. Bạn làm bài trong bao nhiêu phút và cái tốc độ trả lời câu hỏi của các bạn là bao nhiêu câu trên 1 phút. Sau đó thì mình sẽ nhìn thấy được là đáp án của từng cái câu hỏi, đáp án mà bạn chọn của từng cái câu hỏi một. Câu nào bạn chọn đúng, câu nào bạn chọn sai. Thì thầy cô có thể nhìn thấy được là khi mà các bạn học sinh lựa chọn đáp án xong thì các con sẽ có thể nhìn thấy được cái giải đáp, tức là cái giải đáp của từng cái câu hỏi. Các con sẽ ngoài cái lựa chọn ra, các con có thể nhìn thấy được những cái lời giải của từng cái câu hỏi một. Thì các con có thể là dựa vào đây thì các con có thể xem lại cái nội dung của từng cái câu hỏi này. Đây thầy cô có thể nhìn thấy được là bạn làm đúng ở đâu, sai ở đâu và giải đáp chi tiết của từng câu là như thế nào. Bạn trả lời đúng thì nó sẽ hiển thị ra là trả lời đúng, sai thì sẽ hiển thị ra là trả lời sai. Ở đây có màu đỏ ở đây, tương tự như là các bạn khác cũng vậy. Thì dựa vào cái biểu đồ này thì thầy cô có thể nhìn thấy được chi tiết từng bạn học sinh một, bạn làm đúng như thế nào, sai như thế nào, bạn đang bị yếu ở những cái phần nào. Thì dựa vào cái biểu đồ thống kê này thì thầy cô có thể biết được chính xác cái thông tin của từng học sinh một. Tương tự như là những cái câu hỏi này thì thầy tương tự như là những cái bài kiểm tra này, thầy cô có thể lựa chọn thông tin cũng như là bài tập mà mình muốn xem báo cáo của học sinh ở đâu. Thì sau khi mà giáo viên đã xem được kết quả học tập rồi và mình muốn xem mình muốn tổng hợp lại cái danh sách những cái báo cáo này thì thầy cô tích vào mục xuất báo cáo, thì hệ thống sẽ xuất ra một cái file Excel thông tin thống kê của cái bài tập này.
Thì tương tự như là những bài khác thì cô có thể lựa chọn, sau đó chọn xuất báo cáo, sau đó chọn tổng hợp lại cái báo cáo đó, hoặc là gửi cái danh sách này về cho phụ huynh để phụ huynh có thể nắm được là cái quá trình học tập của con như thế nào, con có chăm chú làm bài hay không, và điểm số của con là như thế nào. Thì khi mà xuất báo cáo này thì thầy cô có thể xem được kết quả, cũng như là sẽ gửi danh sách tổng hợp về cho phụ huynh. Thì đó là cái phần báo cáo thống kê trong mục bài tập, là những cái bài mà giáo viên đã giao cho bạn học sinh rồi. Tiếp theo là em sẽ đi vào mục là xem báo cáo của nhiệm vụ tự nguyện mình đã giao cho học sinh. Ở đây em sẽ lựa chọn tương tự là lựa chọn khối lớp, lựa chọn môn học, sau đó lựa chọn xem báo cáo. Thì hệ thống sẽ hiển thị ra là tất cả những cái thông tin làm bài của từng lớp mà mình thầy cô đã giao nhiệm vụ là lớp 12. Như thầy cô đã nhìn thấy là ở đây mức độ thành thạo nó sẽ hiển thị ra màu xanh này là mức độ thành thạo trên 25%. Tương tự như là các màu đậm hơn thì cái mức độ thành thạo nó sẽ càng tăng. Thì đối với lớp 12A 10 khóa này thì cái mức độ chỉ có một bạn học sinh hoàn thành ở cái mức độ là 25% thôi. Còn lại ở những bạn khác thì do là các bạn chưa vào làm cho nên là cái mức độ thành thạo này nó không hiển thị, thì nó sẽ hiển thị ra cái màu này. Thì dựa vào cái biểu đồ này thì thầy cô sẽ biết được là ở lớp này thì cái tỷ lệ các bạn học sinh làm bài có nhiều hay không, và những bài nào mà các bạn chưa làm thì thầy cô có thể là nhắc nhở các bạn học sinh là vào làm cái bài nhiệm vụ mà mình đã giao cho các bạn ạ. Thế thì trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái trả lời câu hỏi là thầy cô có thể là em có nghe cái thông tin em có nghe là thầy cô nào đang bật mic ạ, thì thầy cô có thể là tắt giúp em được không ạ? Khi mà chúng ta đi sâu vào cái khi mà em nói như này thì không biết là nó có ảnh hưởng đến thầy cô không ạ? À, dạ vâng, dạ được rồi đấy ạ. Em xin phép là em sẽ trao đổi tiếp ạ. Thì đây là thầy cô có thể nhìn thấy được toàn bộ cái thông tin làm thông tin báo cáo làm phần nhiệm vụ của các bạn học sinh. Để xem được chi tiết hơn của từng bạn thì thầy cô sẽ tích vào mục là xem chi tiết này, thì nó sẽ hiển thị ra được là danh sách là những bạn nào đã tham gia làm bài. Nó sẽ hiển thị ra đầu tiên là mình đã giao cho các bạn học sinh là những cái phần nhiệm vụ nào. Ví dụ ở đây em vừa giao bài hàm số và lũy thừa và nguyên hàm, nhưng mà ở trong lớp này mới chỉ có một bạn làm bài thôi, đó là bạn Nguyễn Ngọc Ánh, và bạn trả lời chính xác 20,83% câu hỏi, và cái khoảng thời gian bạn tham gia để làm cái bài tự luyện này là bao nhiêu. Ở đây là bạn làm trong vòng 12 phút ở trong cái bài hàm số, và đối với bài lũy thừa thì bạn làm chính xác 25-26% và làm trong thời gian là 35 phút. Tương tự ở những cái bài tự luyện khác sẽ hiển thị ra ở đây. Và đối với tương tự là đối với những bạn khác thì ở đây nó sẽ hiển thị ra là các con chưa tham gia làm bài tự luyện, cho nên là cái tỷ lệ thời gian này nó đang bằng không. Thì dựa vào cái biểu đồ này thì thầy cô có thể biết được là những bạn nào chưa làm, để mình có thể là vào để nhắc nhở lớp hoặc là nhắc nhở riêng cho từng bạn học sinh vào để tham gia làm bài. Tiếp theo nữa là trong phần báo cáo thống kê này, đó là phần IELTS. Phần này thì sẽ dành cho giáo viên bộ môn tiếng Anh. Thì thầy cô sẽ giáo viên bộ môn tiếng Anh thì mới chỉ có thể là xem được báo cáo của cái phần này thôi. Vừa rồi thì em có đi qua một số những cái thông tin chính trong cái tài khoản của giáo viên ạ. Em xin phép là bây giờ em sẽ chuyển qua tài khoản của học sinh để trao đổi với thầy cô, để thầy cô có thể biết được là khi mà mình giao bài cho bạn học sinh rồi thì trong tài khoản của các bạn học sinh nó sẽ hiển thị ra những mục gì và các con sẽ làm bài như thế nào. Thì sau khi mà em chia sẻ về cái tài khoản của học sinh xong, thì nếu như mà có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì về hai tài khoản của học sinh và giáo viên thì thầy cô sẽ trao đổi với em sau, đúng không ạ? Em sẽ đi sang cái tài khoản của
giáo viên của học sinh ạ. Ở đây thì em sẽ sử dụng một cái tài khoản mà em thường hay đi để mua cho các thầy cô ở các trường khác nhau. Thì thầy cô sẽ vào cái trang app, sau đó nhập tên đăng nhập cũng như là mật khẩu được cấp. Thì đây là em xin giới thiệu, đây là cái tài khoản của giáo của học sinh khi mà đăng nhập vào trên app.onghuyen.vn. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra là tên của bạn học sinh đó và tất cả những cái môn học mà bạn có tham gia trong cái tài khoản này. Tiếp theo nó sẽ hiển thị ra là cái phần tự nguyện mà các con đang làm, tức là phần tự nguyện này các con đang làm dở. Thì khi mà vào đây thì các bạn sẽ biết là ở các bạn đang làm dở cái phần này, là con muốn tiếp tục làm bài ở đây thì con sẽ thích vào cái mục tiếp tục này. Tiếp theo các con có thể nhìn thấy được là ở trong đánh giá ở trong tuần của các con, trong tuần này các con đã trả lời, đã làm bao nhiêu, tổng số bao nhiêu câu hỏi. Là bạn lại phân chia là bạn đã làm được 117 câu hỏi và bạn trả lời đúng bao nhiêu câu, trả lời bỏ qua bao nhiêu câu, và cái thời gian luyện tập của con ở trên app là bao nhiêu, thì nó sẽ hiển thị ra trên cái màn hình trang chủ này. Tiếp theo, đối với những bạn học sinh mà đăng ký theo trường thì các con sẽ được cấp tài khoản của trường, thì sẽ có mục là trường học. Còn đối với những bạn mà đăng ký tự do, tức là đăng ký cá nhân ở bên ngoài, các con đăng ký tài khoản ở ngoài để tham gia luyện tập thì nó sẽ không hiển thị cái mục trường học này. Thì trong cái phần trường học này thì nó sẽ hiển thị ra ba cái phần chính, đó là phần nhiệm vụ, danh sách lớp học và phần cuộc thi. Thì đối với phần nhiệm vụ này, khi mà tích vào đây thì các con sẽ nhận được những cái bài nhiệm vụ là bài tập và nhiệm vụ tự học mà tài khoản giáo viên đã giao cho các bạn. Thì các con sẽ vào đây để tham gia hoàn thành những cái bài tập mà giáo viên giao. Em ví dụ ở trong cái bài tập này, khi mà tích vào thì học sinh sẽ hiển thị ra danh sách những bộ môn mà mình được gán quyền để tham gia học, tên của giáo viên giảng dạy của từng cái bộ môn đó. Tiếp theo đi vào sâu hơn nữa thì con sẽ nhìn thấy được là tổng danh sách của cái bộ môn toán này là con có bao nhiêu bài tập đã làm rồi, con có tổng số bao nhiêu bài tập. Tiếp theo là trong mục chờ làm, tức là nó sẽ hiển thị ra những cái bài tập mà giáo viên vừa giao cho học sinh và các con sẽ phải hoàn thiện cái bài tập đó. Ví dụ ở đây là có bài 15 là bài tự nguyện ở dưới dạng tự nguyện. Thời gian mở bài thi mà giáo viên giao cũng như là thời gian kết thúc. Con dựa vào đây thì con sẽ nhìn thấy được là con sẽ biết được là mình sẽ cần phải hoàn thành cái thời gian làm bài này trước cái khoảng thời gian nào. Sau đó thì đối với bài tự nguyện như em vừa nói thì bài tự nguyện thì học sinh sẽ làm trong bất kỳ một cái khoảng thời gian nào cũng được, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là đang làm, tức là con đang làm dở và con chưa nộp bài cho giáo viên. Thì dựa vào đây thì con sẽ tích vào cái mục này để tiến hành là tiếp tục làm bài tập, bằng cách là ở đây em có giao, lúc nãy em có giao 5 bài cho các bạn học sinh, sau đó thì con sẽ vào lựa chọn vào tiếp tục. Ở đây con đã trả lời hết tất cả các câu rồi. Thì ở trong cái mục này thì bên phía tay phải nó sẽ hiển thị ra là tất cả những cái câu hỏi mà con nhận được, những câu nào mà con đã trả lời rồi thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là đã trả lời. Ví dụ ở đây con muốn kiểm tra lại thì con sẽ tích vào từng câu một để kiểm tra xem là đáp án mình đã lựa chọn là như thế nào. Khi mà các con đã xem lại hết một lượt bài làm của mình rồi và mình thấy là các con thấy ok rồi thì các con sẽ tích chọn vào một bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài cho các bạn. Nó sẽ hiển thị ra là số câu con đã trả lời, số câu con chưa trả lời và tổng số câu hỏi, và lựa chọn nộp bài. Thì khi mà con lựa chọn nộp bài, do lúc nãy em lựa chọn là con chỉ có thể xem được đáp án khi mà cái bài thi này kết thúc, tức là bây giờ con chưa có thể nhìn xem được là điểm số của bạn, là điểm số của cái môn học, của cái bài này là bao nhiêu, mà chỉ khi mà thầy cô giáo công bố điểm rồi, thời gian làm bài kết thúc rồi thì
thì các con mới có thể nhìn thấy được cái điểm số của mình. Tương tự đối với những bài chờ làm này thì em vừa làm sẵn một bài rồi, thì có những bài mà các bạn chưa vào làm lúc nào thì nó sẽ hiển thị sao ở đây là chưa làm, thì dựa vào đây các con có thể là vào để hoàn thành nốt những cái bài tập mà giáo viên giao. Tiếp theo là bài chưa mở, thì đối với những bài chưa mở này thì do là giáo viên dạy bộ môn toán này thì thầy cô đã cấu hình những cái bộ đề nào mà thầy cô chưa giao cho bạn học sinh thì nó sẽ hiển thị ra trong cái mục chưa mở này. Tiếp theo là ở trong mục là bài đã làm xong, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra những cái bài làm mà học sinh đã làm xong rồi. Những bạn đối với những câu mà đã làm xong rồi hiển thị cái mục là đã làm xong này, tức là con đã làm xong rồi nhưng mà cái thời gian làm bài của con chưa kết thúc thì con sẽ chưa có thể thấy được cái điểm số của mình. Con chỉ có thể nhìn thấy được là tổng số câu hỏi như là cái cấu hình bài thi là như thế nào thôi. Còn đối với những bài mà đã hết hạn sử dụng, đã hết hạn làm bài rồi, em ví dụ ở đây là bài test đề camera, thì do là bài test đề camera này thầy cô chưa chấm điểm cho các bạn cho nên là các con chưa nhìn thấy được điểm số của mình. Ví dụ em sẽ tìm vào những bài làm mà các bạn đã làm rồi và thầy cô đã chấm điểm rồi. Ở đây tài khoản của em thì do là thầy cô chưa chấm cho nên là con chưa có thể nhìn thấy được đáp án cũng như là điểm số của mình. Đối với những bài nào mà các bạn đã làm xong rồi và đã được chấm rồi thì khi mà vào đây các con sẽ có thể là nhìn lại được điểm số của mình là bao nhiêu, các con làm sai ở câu nào, đúng ở câu nào, và con có thể xem được cái lời giải như là lúc nãy ở trong cái phần báo cáo em có share cho thầy cô xem ấy. Thì do là cái tài khoản này của em chưa chấm điểm các bạn cho nên là mình chưa có thể xem được lời giải như là cái hướng dẫn giải của những câu khác. Lát nữa thì em sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản khác. Em sẽ chỉ ra cho thầy cô là khi mà làm bài xong rồi, nộp bài rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái kết quả như thế nào. Tiếp theo là ở trong mục trường học này, em sẽ đi vào cái phần tiếp theo là phần nhiệm vụ tự học. Thì ở trong cái phần nhiệm vụ tự học này là những cái phần mà giáo viên giao để cho các bạn luyện tập thêm nhé. Thì ở trong cái phần này con có thể nhìn thấy được là tên nhiệm vụ này bao gồm bao nhiêu bài tự luyện, bao nhiêu bài kiểm tra và cái thời gian gia hạn kết thúc làm bài nhiệm vụ của con là bao nhiêu. Thì sau đó thì con sẽ tích vào mục này. Đi vào sâu nữa thì con sẽ nhìn thấy được là cái nhiệm vụ yêu học sinh giáo viên yêu cầu cho con ở đây là nhiệm vụ gì và con sẽ hoàn thành như thế nào, và con đã làm được bao nhiêu câu rồi, con làm đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu và bỏ qua bao nhiêu câu thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Nếu như mà trong trường hợp muốn tham gia làm bài thì con sẽ tích vào mục tiếp tục này, thì các con sẽ làm bài nhiệm vụ ạ. Thì cái bài nhiệm vụ này thì nó sẽ tương tự như cái phần tự học mà em sẽ hướng dẫn tiếp theo cho thầy cô. Ở đây thì con sẽ lựa chọn đáp án và lựa chọn trả lời. Thì sau khi mà lựa chọn đáp án, hệ thống sẽ nhảy cái thời gian làm bài của các con ở đây và nó sẽ hiển thị cái phần trăm hoàn thành của các bạn. Cái phần trăm hoàn thành em vừa nói với thầy cô là các con phải hoàn thành 60%, thì tức là con sẽ phải khi mà con hoàn thành ở đây nó nhảy lên là 60% thì các con mới hoàn thành yêu cầu mà giáo viên đề ra. Đối với những câu mà các con làm đúng thì nó sẽ hiển thị ra ở đây cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ nhảy lên từ 0% đến 2%. Sau đó con lựa chọn là sang câu tiếp theo, lựa chọn đúng tiếp thì cái tỷ lệ phần trăm của con nó sẽ càng nhảy lên. Còn nếu như mà con trả lời sai thì cái phần trăm hoàn thành của con sẽ bị giảm xuống. Đây, nó sẽ giảm xuống ạ, từ 8% xuống 5%. Trong cái phần này thì em xin phép là em sẽ dừng lại, em sẽ chuyển sang cái phần tự học. Thì ở trong cái phần đó thì em sẽ mô tả rõ hơn về trong cái phần này ạ. Thì tương tự trong phần nhiệm vụ tự học này, khi mà các con hoàn thành xong rồi, con hoàn thành phần tự luyện rồi thì con lại chuyển qua cái phần kiểm tra này để làm những cái bài kiểm tra mà giáo viên vừa giao lúc nãy.
Ở đây là em thấy là con làm đúng một câu, sai ba câu và bỏ qua 46 câu, tức là có 46 câu con chưa làm. Thì con có thể là tiến hành làm lại cái bài này, hoặc là con xem chi tiết từng cái câu mà từng câu từng đáp án mà con đã làm. Ví dụ trong cái phần kiểm tra này con làm đúng câu nào, sai câu nào. Và dưới mỗi cái bài làm của con thì sẽ luôn luôn có cái phần giải đáp kèm theo là cái khái niệm lý thuyết. Các con có thể ôn tập lại. Ví dụ như do con làm sai cho nên là dựa vào đây thì con có thể là ôn tập lại những cái lý thuyết của cái câu hỏi này. Cái phần này thì nó sẽ giúp các con là củng cố tốt hơn cái phần bài tập của từng câu ạ. Đây, tương tự ạ. Đối với những câu khó hơn thì kèm theo cái phần khái niệm thì sẽ có thêm một cái phần là bài giảng bằng cái video bài giảng. Cái video này thì nó sẽ chỉ dài trong khoảng tối đa là 10 phút. Thì các con có thể là xem được những cái bài giảng mà giáo viên của ôn luyện có giảng sẵn cho các bạn ở trên này. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là em sẽ đi vào trong cái phần trường học này thì nó sẽ có một cái mục nữa là mục cuộc thi. Thì mục cuộc thi này nó sẽ hiển thị ra khi mà giáo viên ở trường mình tổ chức những cái kỳ thi cho các bạn tham gia, ví dụ như kỳ thi cuối kỳ hoặc là kỳ thi giữa kỳ. Thì các con sẽ vào mục trường học này, sau đó chọn cuộc thi. Nó sẽ hiển thị ra những cái cuộc thi mà do nhà trường mình tạo ra cho các bạn lớp mình, từ bằng cái hình thức là tạo bài thi từ cái bộ đề của ôn luyện hoặc là từ bộ đề của giáo viên đưa lên trên trang school.onluyện.vn. Cái này thì nó sẽ các thầy cô sử dụng cái tài khoản admin hoặc là những thầy cô được gắn quyền thêm tạo bài thi cho các bạn thì sẽ sử dụng cái tài khoản đó để tạo bài thi cho các bạn học sinh ở trường mình. Thì các con sẽ vào đây để tham gia cái kỳ thi. Ví dụ ở đây có một kỳ thi sở test ở đây con chưa hoàn thành thì nó sẽ hiển thị ra kỳ thi thời gian làm bài, thời gian kết thúc, thì các con sẽ tích vào đây để tham gia làm bài ạ. Lúc nãy là em vừa đi qua cái phần tự học của học sinh, phần trường học của học sinh. Tiếp theo thì em sẽ đi sang cái mục tự học. Mục tự học này thì trong tài khoản của học sinh nó có sẽ có 6 phần, đó là phần video bài giảng, phần kiểm tra đánh dấu tự luyện và phần thi thử phòng thí nghiệm. Đầu tiên em sẽ đi vào phần bài giảng. Ở trong mục bài giảng này nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái môn học mà ôn luyện đã cấu hình sẵn. Con sẽ lựa chọn những cái môn học mà mình cần học, sau đó lựa chọn xem bài giảng. Nó sẽ hiển thị ra là thông tin của từng môn học, sau đó nội dung hiển thị nội dung của khóa học. Trong cái nội dung khóa học này thì nó sẽ có ra hiển thị ra những cái mục tiêu kiến thức nhỏ hơn con có thể lựa chọn để tham khảo, dựa vào tùy theo từng khối lớp và từng môn học mà cái nội dung khóa học này nó sẽ là phần lý thuyết hoặc là phần video bài giảng. Thì đối với phần này mình sẽ thầy cô có thể là lựa chọn theo những cái mục tiêu đơn vị kiến thức nhỏ hơn như thế này. Nó sẽ có hiển thị là lý thuyết này, thông tin lý thuyết. Và trong này học sinh có thể lựa chọn được những cái mục tiêu kiến thức nhỏ hơn, những cái mục tiêu kiến thức mà mình cần học, hoặc là xem những cái bài giảng bằng cách lựa chọn trong cái mục là bài giảng đang xem ở đây. Cách chọn xem bài giảng sẽ có những cái bài giảng do ôn luyện cho các thầy cô của ôn luyện cấu hình sẵn ở đây. Tiếp theo nữa đó là trong mục bài giảng này thì nó sẽ có những cái nội dung chính là cái phần bài giảng về lý thuyết và phần bài giảng về video, và sẽ tùy theo từng cái mục tiêu đơn vị kiến thức mà nó sẽ khác nhau. Tiếp theo em sẽ đi sang cái phần tự luyện ạ. Đối với cái phần tự luyện này thì học sinh sẽ làm tất cả những cái câu hỏi
trên cái kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện. Ở đây nó sẽ hiển thị ra là tất cả những cái bài, những cái môn học mà học sinh đã làm. Nó sẽ hiển thị ra ở đây là đối với môn toán thì bao gồm 7 học phần, và trong cái môn toán này thì hiện tại là nó đang có hơn 2.000 câu hỏi. Thì các con sẽ lựa chọn vào đây để tham gia làm bài. Đối với môn toán này thì bạn Phương Chi thì bạn mới chỉ hoàn thành được 7% thôi, tức là bạn chỉ mới hoàn thành được 7 trên 100% những cái câu hỏi của ôn luyện cấu hình ở đây. Thì con sẽ tích vào đây để làm những cái bài tự luyện, những cái bài tập do những cái bài tập trên cái kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện. Ở đây thì do môn toán này bạn đang làm dở cái phần sự tương giao của đồ thị hàm số. Đây, ở đây thì con sẽ hiển thị được ra là những cái mục tiêu kiến thức của môn toán này con đã làm bao nhiêu phần trăm ở những cái phần nào. Ví dụ ở đây con đã hoàn thành được 9% đối với mục tiêu kiến thức này, còn đối với phần lĩnh thường thì con đã hoàn thành được 16% rồi. Thì nó sẽ hiển thị ra. Em xin phép là em sẽ vào làm một phần luyện tập mà con đang làm dở. Thì tương tự như cái phần nhiệm vụ mà lúc nãy em vừa trao đổi với thầy cô, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây cái phần cái thời gian làm bài của các bạn này, kèm theo đó là cái phần trăm hoàn thành bài tập của các bạn. Thì khi mà con tích chọn đáp án, hệ thống sẽ hiển thị ra câu trả lời đúng, câu trả lời sai, giải đáp của từng đáp án và thẻ kiến thức liên quan kèm theo bài giảng. Tiếp theo là nó sẽ hiển thị ra là đối với câu này thì đã có bao nhiêu lượt trả lời rồi, là 273 lượt trả lời, và cái phần trăm trả lời đúng của tất cả học sinh ở trên cả nước là bao nhiêu phần trăm, thì nó sẽ hiển thị ra là ở đây. Tiếp theo, nếu như mà trong quá trình làm bài con trả lời sai liên tục thì cái tỷ lệ phần trăm này nó sẽ càng giảm xuống. Và dựa vào cái câu trả lời của con thì hệ thống biết được là ở cái mục tiêu kiến thức này con đang bị hỏng kiến thức ở những cái môn này, thì hệ thống sẽ tự động sổ ra những cái bài tập mà nó liên quan đến cái đơn vị kiến thức này cho con, để con có thể là làm đi làm lại cái bài tập này đến khi nào mà con làm được và con làm nhuần nhuyễn rồi thì hệ thống sẽ tự động nhảy sang những cái câu hỏi khác ở cái mức độ khó hơn. Tức là trong cái phần tự luyện này con sẽ làm bài tập theo các mức độ từ dễ đến khó và tùy theo từng bạn một. Đối với cái phần tự luyện này thì nó rất là hay, tại vì là cái sức học cũng như là cái lực học của từng học sinh là khác nhau. Khi mà con trả lời sai rất nhiều thì hệ thống sẽ nhảy ra những cái câu hỏi nó ở mức dễ hơn để các con có thể làm được. Dần dần con sẽ làm theo cái mức độ là khó tăng dần. Thì trong trường hợp nếu như mà đối với những cái câu hỏi mà bạn làm sai nhiều hoặc là những cái câu hỏi rất là khó thì nó sẽ có thêm những cái thông tin bài giảng như thế này, thì con có thể vào làm hoặc con có thể vào để xem giáo viên của ôn luyện giảng giải, thì nhờ đó mà con sẽ đối với những cái câu hỏi tiếp theo thì con sẽ trả lời chính xác hơn. Em ví dụ là em sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Khi mà bạn làm bài trả lời câu hỏi bị sai rất là nhiều thì hệ thống sẽ hiển thị ra những cái nhắc nhở cho bạn ở phía bên màn hình góc phải này. Đây. Khi mà làm đúng rồi thì hệ thống sẽ nhảy lên cái phần trăm hoàn thành của con đây là 2%, kèm theo những thông tin cần thiết. Trong cái quá trình làm bài ạ, thì sẽ không tránh khỏi những cái trường hợp là sẽ có những cái câu hỏi mà bị sai chính tả chẳng hạn, hoặc là con thấy là đáp án nó không được chính xác hoặc là nó không được phù hợp, thì các con sẽ tích vào cái mục báo lỗi này. Thì khi mà tích vào mục báo lỗi này thì học sinh sẽ chụp ảnh lại cái câu hỏi, cái câu sẽ chụp lại cái câu mà con thấy là nó bị sai hoặc là cái phần giải đáp này nó không được chính xác cho lắm, thì con sẽ chụp ảnh lại. Đấy, khi mà chụp ảnh lại rồi thì con sẽ ghi lại cái phân loại nội dung, là ví dụ như đây là câu hỏi, nội dung câu hỏi bị sai hoặc là đáp án sai thì ngành bị lỗi, hoặc là bị sai chính tả chẳng hạn. Ví dụ ở đây sai chính tả thì em sẽ ghi thông tin ở đây là sai chính tả. Thì khi mà con làm những cái thao tác này rồi, sau đó sẽ tiến hành gửi. Thì khi mà con gửi cái thông tin này thì bộ phận nội dung của bên ôn luyện sẽ nhận được cái thông tin báo lỗi của con và tiến hành kiểm tra lại
cái câu hỏi này, sau đó tiến hành chỉnh sửa lại cho làm sao cho nó đúng hơn. Hoặc là trong cái quá trình làm, ví dụ như bài này con thấy là con làm sai rất nhiều lần, sau đó con muốn là mình sẽ dành cái câu hỏi này ở cái thời gian khác, mình sẽ nghiên cứu và sẽ giải đáp lại, thì con sẽ tích vào cái mục đánh dấu này, thì hệ thống sẽ đánh dấu lại cái câu hỏi này của con và sẽ lưu lại cái thông tin. Con có thể là xem lại được cái câu hỏi này. Đây ạ. Rồi, em sẽ dừng lại cái phần trả lời câu hỏi này ở đây. Thì khi mà trả lời xong thì hệ thống sẽ hiển thị ra là con đã trả lời đúng bao nhiêu câu, con trả lời sai bao nhiêu câu và tốc độ chính xác của con là bao nhiêu phần trăm, kèm theo là tốc độ trả lời là bao nhiêu câu trên 1 phút ạ. Sau đó thì em sẽ lựa chọn phát ra. Thì trong cái quá trình học tập, ví dụ như con rảnh trong cái khoảng thời gian nào thì con có thể là vào cái phần tự học này để củng cố thêm kiến thức. Tương tự là đối với những cái môn khác thì con cũng sẽ làm tương tự như là môn toán đây ạ. Tiếp theo là trong cái mục kiểm tra. Trong cái phần kiểm tra này thì hệ thống sẽ có tất cả những cái bài kiểm tra do ôn luyện đã sưu tầm cũng như là cấu hình sẵn. Thì con có thể vào đây để làm những cái đề thi này để nâng cao cũng như là củng cố thêm kiến thức. Đây nó sẽ có rất là nhiều bài thi của tất cả các năm, thì có học sinh có thể vào và lựa chọn. Thì ở trong phần này thì nó sẽ hiển thị ra là những bài nào mà các con đã làm rồi, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là xem kết quả. Những bài nào mà con chưa làm thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là bắt đầu. Đối với những bài mà các con đã làm rồi thì các con có thể vào để xem lại được cái kết quả của mình đã làm là như thế nào, cái tỷ lệ làm của các con, sau đó thì chi tiết bài làm của con là như thế nào, sau đó thì sẽ xem lại được là giải đáp của từng câu kèm theo là khái niệm cũng như là bài giảng như thế nào. Đây, kết quả là con đã làm được bao nhiêu câu, đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu, những câu nào mà con chưa làm nó sẽ hiển thị ra hết ở đây. Thì học sinh có thể vào để tham gia làm bài cũng như là xem lại được cái thông tin mà mình đã làm như thế nào. Tiếp theo nữa đó là trong cái phần thi thử. Thì ở cái phần thi thử này là những cái kỳ thi mà hàng năm ôn luyện sẽ mở ra cho các bạn học sinh làm. Ví dụ như bình thường là cứ vào cuối kỳ hoặc là cuối năm thì ôn luyện sẽ tổ chức ra những cái kỳ thi thử cho các con mà sẽ thông báo đến các bạn. Thì các con sẽ vào cái phần thi thử này để làm bài. Hoặc là đây là những cái kỳ thi thử do sở, hoặc là do từ sở, từ phòng, từ sở, hoặc là từ ôn luyện.vn tổ chức cho các con, thì các con sẽ vào cái phần thi thử này để tham gia làm bài ạ. Còn hiện tại ở đây là chưa có cái phần thi thử nào được diễn ra, cho nên là hiện tại nó không có, nó đang trống. Tiếp theo là cái mục đánh dấu. Như cái phần tự học và tự luyện em vừa làm đấy ạ, thì đối với những bài nào mà các bạn muốn xem lại thì nó sẽ hiển thị ra trong cái mục đánh dấu này. Ví dụ đối với môn toán chẳng hạn, vào lúc 16:15 em có đánh dấu một cái bài tập để em kiểm tra lại, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là môn toán có 8 câu hỏi em đã đánh dấu của 5 cái đơn vị kiến thức khác nhau. Em sẽ lựa chọn lại một cái câu hỏi khác. Thì trong cái mục đánh dấu này thì con có thể là xem lại cũng như là có thể là làm lại những cái bài tập mà mình đã đánh dấu. Mình sẽ ôn tập lại những cái bài mà mình chưa chắc chắn, thì con sẽ vào cái mục này. Tiếp theo là mục phòng thí nghiệm. Mục phòng thí nghiệm này thì nó tương tự như là cái phần của em, của tài khoản giáo viên mà em vừa share cho các thầy cô xem nhé. Con có thể vào xem những cái thí nghiệm ảo hoặc là làm những cái thí nghiệm ảo của từng cái môn học một. Con có thể củng cố thêm kiến thức cũng như là giải trí trong cái mục này. Vừa rồi là em vừa đi sang cái phần là tự học, nó sẽ bao gồm là 6 phần chính. Tiếp theo em sẽ đi sang một cái mục nữa, đó là mục ôn luyện plus. Ở trong cái mục ôn luyện plus này thì nó sẽ có 4 phần, là phần kỳ thi quốc tế. Thì trong phần kỳ thi quốc tế này thì sẽ hiển thị ra hai cái kỳ thi do ôn luyện đang tổ chức, đó là kỳ thi toán học Hoa Kỳ A10C và kỳ thi BRAC. Thì con có thể nhìn thấy thông tin được những cái kỳ thi này và tiến hành thi thử hoặc là xem cái khóa học.
Ở trong này thì nó sẽ hiển thị ra những cái đề thi mà ôn luyện đã cấu hình sẵn, thì các con có thể vào để tham gia thi thử, tiến hành để cọ sát với những cái câu hỏi của kỳ thi này. Nếu như mà con cảm thấy là khi mà cọ sát, khi mà làm bài xong con cảm thấy thích thú và cảm thấy phù hợp thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký. Hoặc là ở đây thì nó sẽ có những cái khóa học của AMC thì con có thể vào để học thêm. Thì đối với những cái kỳ thi quốc tế này thì nếu như mà con cảm thấy là những cái kỳ thi này nó hay, nó bổ ích, nó phù hợp thì các con sẽ vào làm bài và cũng như là tiến hành đăng ký tham gia dự thi, đăng ký theo trường hoặc là đăng ký cá nhân trên từng cái website của ôn luyện. Tiếp theo đó là phần lớp học trực tuyến. Thì đối với phần lớp học trực tuyến này thì nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin thầy cô của ôn luyện dạy cho các bạn, tức là dạy một một. Ví dụ như bạn muốn tham gia học thêm ở những môn nào thì con sẽ tiến hành đăng ký theo form ở đây. Tiếp theo là trong cái mục ôn luyện plus, đó là phần TOEFL và IELTS. Cái này thì nó sẽ dành cho các thầy cô của bộ môn tiếng Anh, và cái phần này thì thực ra là nó sẽ dành cho những thầy cô mà phải đăng ký. Cái này là mình sẽ phải đăng ký theo từng gói khác nhau thì mới sử dụng được cái mục này. Tiếp theo đó là cái mục tiến trình học tập. Thì cái mục này nó rất là quan trọng. Thì trong cái mục tiến trình học tập này thì các con sẽ nhìn thấy được là cái kết quả học tập cũng như là cái hoạt động của mình đang sử dụng trên cái tài khoản ôn luyện này là như thế nào. Thì ở trong cái mục kết quả tiến trình học tập này các con hiển thị như thế nào thì trong cái tài khoản của giáo viên thì cũng sẽ hiển thị ra được là cái thông tin làm bài của các bạn như thế đó. Em sẽ đi vào sâu hơn trong cái mục tiến trình học tập này. Nó sẽ có 4 phần. Em đầu tiên em vào phần kết quả học tập. Thì trong cái mục kết quả học tập này con có thể nhìn thấy được là cái tiến độ làm bài trong cái phần tự học của các con là như thế nào. Đầu tiên con sẽ lựa chọn môn học. Em lựa chọn ở đây là môn toán. Thì ở trong môn toán này nó sẽ chia ra mức độ thành thạo ở những cái đơn vị kiến thức khác nhau. Nếu như mà cái mức độ kiến thức của con ở đây đơn ở cái mức độ thành thạo của con đấy là 0%, tức là con chưa vào để làm hoàn thành những cái phần này. Còn ví dụ là có những cái phần là 6%, tức là con đã có tham gia làm rồi, thì dựa vào cái biểu đồ này con có thể biết được là những cái nào mà con chưa làm thì mình sẽ vào để tiến hành là làm bài, những bài nào mà con đã làm rồi và mức độ hoàn thành của con như thế nào. Mức độ hoàn thành của con càng cao thì chứng tỏ là cái mức độ thành thạo của con ở đây rất là con đã thành thạo ở những cái đơn vị kiến thức này rồi, tức là nó càng về đậm màu, nó càng về đậm thì cái mức độ thành thạo của con nó càng lớn. Đây thầy cô có thể nhìn thấy được là những phần nào, hoặc là những phần nào mà mình chưa làm thì con sẽ biết được là phần nào mình chưa làm thì mình sẽ vào để hoàn thành tiếp cái phần đó. Tương tự là ở những cái môn học học khác cũng như thế. Thì tiếp theo nữa là nó cái mức độ thành thạo này thì nó sẽ hiển thị ra theo phần theo từng cái mức độ màu sắc khác nhau. Thì đối với những cái phần này thì con sẽ biết được là mức độ thành thạo của mình sẽ cái mức độ thành thạo này nó sẽ phản ánh được cái khả năng nắm vững của những cái đơn vị kiến thức của từng môn học mà con đang làm, và số lượng mức độ làm càng cao thì cái độ thông thạo của môn học này của bạn sẽ càng lớn, và mức độ thành thạo được tính toán và phân tích dựa trên cái dữ liệu làm bài của bạn trên toàn hệ thống, là nó sẽ dựa vào qua cái bài tập mà các con làm do giáo viên giao này, hoặc là nhiệm vụ giáo viên giao, và cái phần tự học mà con tự làm trên cái tài khoản này thì nó sẽ hiển thị ra tất cả ở đây. Và ngoài ra thì dữ liệu học tập của con sẽ được xử lý mỗi khi mà bạn vào làm thì hệ thống sẽ cập nhật luôn cái quá trình làm bài của con, sẽ cập nhật luôn trong cái tiến trình học tập này. Tiếp theo nữa là sẽ có một cái biểu đồ mức độ bao phủ bằng cái radar này, cái biểu đồ radar này. Thì những cái mức độ thành thạo mà màu xanh này nó càng xa tâm thì chứng tỏ là ở cái đơn vị kiến thức này con đã làm rất là nhiều bài rồi, và con đã
rất là thành thạo ở đây, ở cái mức độ kiến thức này rồi thì cái đường chỉ xanh này nó sẽ càng đi xa tâm. Ở đây là do môn toán này thì bạn hoàn thành cũng khá là ít, cho nên là cái phần này thì nó đang rất là gần gần tâm, cho nên là con sẽ nhìn vào đây, con sẽ biết được là mình làm bài rất là ít, cho nên là con sẽ phải vào để hoàn thành nốt, hoàn thành tiếp những cái bài tập mình giao và những cái bài tự luyện ở trên tài khoản của ôn luyện. Tiếp theo trong cái mục gợi ý bài luyện này, trong cái mục gợi ý bài luyện này thì nó rất là hay, tức là khi mà trong cái quá trình con làm bài tập trong cái phần tự học này thì có những cái bài nào, ví dụ như em vừa làm trong cái phần tự luyện ạ, thì có những cái câu mà em làm sai rất là nhiều lần, thì khi mà những cái bài mà em làm sai rất là nhiều lần thì nó sẽ hiển thị ra ở đây cái gợi ý bài luyện. Cái này thì tùy theo từng bạn, cái này thì nó sẽ tùy theo từng bạn mà cái gợi ý bài luyện này nó khác nhau. Con làm sai nhiều ở những cái phần nào thì hệ thống sẽ nhảy ra những cái gợi ý là con sẽ phải vào, con sẽ phải luyện tập lại những cái bài này. Thì con có thể nhìn vào đây, con có thể vào và tham gia làm bài, tham gia làm lại cái bài đấy. Đây, đúng, câu đúng, số câu sai như là cái bài em vừa làm đây. Nó sẽ hiển thị ra cái thông tin là 5 câu đúng, 8 câu sai và độ chính xác. Là cái bài là em vừa làm đấy ạ, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Con sẽ phải vào và luyện tập lại. Cái phần gợi ý bài luyện này thì nó sẽ tùy theo từng cá nhân học sinh một mà cái gợi ý này nó sẽ khác nhau. Các bạn sẽ biết được là mình đang yếu ở phần nào để tham gia luyện tập lại. Tiếp theo là trong phần nhật ký học tập, con sẽ biết được là trong khoảng thời gian nào con có tham gia làm bài, thời gian nào con không tham gia làm bài. Đối với màu xám này, tức là những ngày này con không tham gia làm bài, ví dụ ngày 31 tháng 1 năm 2021, con không làm bất cứ một bài tập nào ở trên trang ôn luyện cả, thì nó sẽ hiển thị ra là như thế này. Còn đối với những cái màu nó nhạt hơn, từ nhạt đến đậm, thì nó sẽ hiển thị ra là vào ngày 17 tháng 4 con có làm 21 câu, con trả lời đúng 4 câu và trả lời sai 14 câu. Tương tự đối với màu đậm hơn là ngày 28 tháng 4 con đã làm 476 câu và con trả lời đúng 323 câu và trả lời sai 152 câu. Tức là dựa vào cái biểu đồ này con sẽ biết được là ngày nào con tham gia làm, ngày nào con không làm và cái tỷ lệ làm bài của con là cao hay thấp và cái tỷ lệ trả lời của con là đúng hay sai như thế nào, thì nó sẽ hiển thị ra trong cái câu hỏi này. Đây là cái biểu đồ cái tỷ lệ hoàn thành khác của con nữa. Đây, thì thầy cô có thể nhìn thấy được. Ngoài ra thì trong cái mục là thống kê tự luyện này, nó sẽ thống kê ra đầy đủ tất cả trong cái tài khoản của con là con đã hoàn thành được tất cả bao nhiêu câu, độ chính xác của con là bao nhiêu phần trăm và cái thời gian con bỏ ra để tham gia sử dụng cái tài khoản ôn luyện này là bao lâu. Ví dụ bạn ở đây bạn có sử dụng trong vòng 1 giờ và cái tốc độ trả lời câu hỏi của bạn là như thế nào, thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Tiếp theo là em sẽ đi vào phần hoạt động. Thì trong cái phần hoạt động này thì nó sẽ hiển thị ra là những cái bài luyện tập mà các con đang làm dở, những cái bài mà mình đang làm dở thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Con sẽ vào lựa chọn để hoàn thành tiếp những cái bài tập đó. Nó sẽ hiển thị ra là trong cái mục tiêu kiến thức đó là con đã làm đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu và tổng số câu con đã làm là bao nhiêu, tổng số câu là bao nhiêu, thì nó sẽ hiển thị ra đây và con sẽ lựa chọn và tiến hành làm bài. Thì ở trong mục thống kê này, lúc nãy là trong mục thống kê đó thì nó sẽ chỉ thống kê của cái môn toán mà con đang làm thôi. Còn trong cái mục hoạt động này thì nó sẽ thống kê ra tất cả là trong tất cả các môn học con làm bao nhiêu câu và cái thời gian làm bài của con là như thế nào, tốc độ trả lời như là tốc độ chính xác như thế nào, và sẽ hệ thống sẽ đưa ra một cái lộ trình học tập hiệu quả cho từng bạn học sinh một. Là cái lộ trình của bạn này là bạn cần nắm vững các khái niệm định nghĩa như thế nào và ôn luyện như thế nào, bài kiểm tra thi thử như thế nào, thì nó sẽ có những cái thông tin chính xác ở đây. Ngoài ra trong cái quá trình sử dụng, nếu như mà con gặp bất kỳ những cái vấn đề gì trong cái quá trình sử dụng, ví dụ như gặp những cái khó khăn gì đó, thì con sẽ chủ động liên hệ lại cho ôn luyện qua cái hotline này, thì sẽ có các bạn hỗ trợ viên, các bạn sẽ trực và các bạn sẽ
hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho con ngay lập tức, hoặc là con có thể có cái phần chat này, thì con sẽ vào cái phần chat này để chat riêng cho các anh chị ở bên hỗ trợ, thì bên em sẽ hỗ trợ bằng cái cách là tiếp nhận thông tin qua hotline hoặc là qua tin nhắn á. Tương tự thì đối với cái tài khoản của giáo viên thì cũng sẽ có những cái mục như thế. Và tiếp theo là trong mục ôn luyện plus, trong mục tiến trình học tập, thì cái tiến độ học tập này thì nó sẽ tổng hợp ra là cái độ chính xác, tốc độ trả lời cũng như là những cái câu hỏi mà các bạn đã làm trên cái hệ thống này là như thế nào, các bạn đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ rồi, thì nó sẽ tổng hợp kiến thức ở đây. Alo em ơi, Dạ vâng. mình ghép này để tập trung đi vào những cái chính để cho các thầy cô có thể là thứ nhất là đăng nhập này, để giao Dạ nhiệm vụ vâng. bạn này, còn Dạ cái vâng. phần cụ thể đấy thì có thể là sau để giải đáp sau, những cái thời gian này em nói nhiều như thế thì Dạ các vâng thầy ạ. cô rất là khó để mà ghi nhớ được, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Mình Thì tập trung vào những cái chính, ví dụ như các thầy cô là vào như nào, giao bài như nào, học sinh nhận được như nào và Dạ học sinh đáp lại và như nào thôi, và vâng. đặc biệt là một số các môn không có trắc nghiệm, ví dụ môn ngữ văn hoặc một số môn khác thì vào như nào thì em cũng không đi sâu với kia quá, nó rất mất thời gian Hà, dạ và vâng. các thầy cô không thể nhớ được đâu, tại vì Dạ trong vâng. tiếng hồ nếu mà em nói như này thì không thể nào mà nhớ được. Các Dạ con vâng, đúng rồi làm ạ. thế nào thì cái đấy là tính sau, còn bây À giờ em dạ. chỉ cần là để cho các thầy cô là đăng nhập được này, vào giao bài được, vào bài được và kiểm tra được học sinh làm hay không là như nào, sau đó tiếp tục chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp. Chứ bây giờ mà Dạ em vâng. nói là hơi nhiều quá về cái phần Dạ vâng ạ. học sinh Vâng. đấy. Bây giờ tập trung vào những cái gì mà có thầy cô bây giờ có thể thầy cô thắc mắc vào giao bài nào đấy thì em tập trung đấy, xong là để ý kiến phản hồi của thầy cô nhé. Dạ Còn vâng, thì còn vừa rồi. thì có hướng dẫn rồi để học Dạ vâng sinh ạ. em đấy thôi, nhưng bây giờ học sinh nó không có mặt ở đây mà em nói như thế thì các thầy cô không thể nào mà nhớ được để truyền đạt lại đâu À đấy. dạ vâng. Ừ, Dạ, thưa thầy là tập tập em. Vâng ạ, đúng thì lúc nãy là vâng, em vừa kết thúc xong cái tài khoản của học sinh rồi đấy ạ. Thì em sẽ gửi, rồi. vâng, thì bây giờ sau khi mà xong cái tài khoản của học sinh rồi thì em sẽ chuyển qua cái tài khoản của giáo viên bộ môn. Thì sau đó nếu như mà trong cái quá trình mà em vừa làm ý, thầy cô đang vướng mắc ở những cái phần nào thì thầy cô sẽ hỏi trực tiếp và em sẽ thao tác và sẽ trả lời cho thầy cô ạ. Và ngoài ra thì em vừa nêu ra những cái thông tin cơ bản thôi, thì trong cái trường hợp nếu như mà thầy cô trong cái quá trình làm mà thầy cô gặp những cái thắc mắc gì thì thầy cô sẽ liên hệ qua hotline, thì bên em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho thầy cô qua TeamView hoặc là Ultra View ở trên máy ạ. Hoặc là thầy cô có thể tích vào cái mục là hướng dẫn và hỗ trợ này. Thì trong cái mục hướng dẫn và hỗ trợ này thì thầy cô tích vào mục hướng dẫn, nó sẽ link sang một cái đường link đó là hỗ trợ ôn luyện.vn. Thì thầy cô sẽ gõ cái câu hỏi mà mình cần tìm kiếm thông tin ở đây, ví dụ như dành cho giáo viên thì thầy cô tích vào đây, sau đó lựa chọn tìm kiếm những cái câu hỏi mà mình muốn hỏi về cái phần chuyên môn của mình đấy ạ. Thì sẽ có những cái thông tin cũng như là video hướng dẫn thầy cô sử dụng. Thì để không quá thời gian ý, thì em sẽ sang cái tài khoản của giáo viên ạ. Thì lúc nãy là em vừa mới mô tả lại cái tài khoản của giáo viên rồi, thì trong cái quá trình mà em trao đổi thì thầy cô có đang thắc mắc hay là đang gặp vấn đề ở những cái mục nào mà mình đang còn chưa chưa rõ đấy ạ, thì thầy cô có thể là bật mic lên, sau đó thì trao đổi với em sẽ thao tác lại cho thầy cô ạ. Thì tại vì là ở trong cái mục quản lý lớp học này thì nó cũng sẽ chỉ quan trọng hơn ở trong cái phần quản lý nhiệm vụ và quản lý lớp học thôi ạ. Thì nó sẽ có hai cái phần này là phần chính, thì ở trong hai cái phần này thì thầy cô đang vướng mắc ở câu nào thì thầy cô bật mic lên, sau đó thì trao đổi với em sẽ thao tác lại cho thầy cô xem ạ. Vâng, cảm ơn đồng chí. Dạ. Còn cảm ơn thầy cô và đồng chí này thì cái thời gian tập huấn mà để cho các cô phải nhớ được và làm Dạ được vâng. thì cũng không cần những cái thông tin mà nó sâu quá về học sinh, Dạ thì cái này là thầy cô có thể xem hoặc là giao cho học sinh nghiên cứu, Dạ vâng ạ. vướng mắc rồi thì cùng tháo gỡ. Bây giờ tạm thời là em cứ cho các thầy cô là nắm được đăng nhập, giao bài và kiểm tra.
cái mục đấy, thầy cô cần hỏi cái gì thì chúng ta tương tác. Dạ vâng, dạ vâng. À, cho em hỏi là vâng, bây giờ thì có thầy cô nào đang có thắc mắc ở những cái mục nào thì thầy cô có thể là bật mic lên mà trao đổi với em thì em sẽ thao tác lại ạ. À, xin chào, tôi có xin có câu hỏi với cô và báo cáo viên ạ. Thế hiện tại là tôi những cái thao tác thì tôi cũng nắm được rồi, nhưng bây giờ tôi đang có muốn có một cái phương án là mình đưa cái câu hỏi, ví dụ câu hỏi trắc nghiệm của mình lên trên cái hệ thống này thì đưa như thế nào ạ? À dạ vâng, thì đầu tiên là thầy vào mục quản lý học tập giúp em. Ở trong quản lý học tập thì thầy vào mục quản lý nhiệm vụ, sau đó vào mục quản lý bài tập. Thì trong phần quản lý bài tập này thì nó sẽ có mục là thêm bộ đề ạ. Như là em vừa trao đổi ạ, thì trong mục thêm bộ đề này thì nó sẽ có cái mục là tạo bộ đề từ file upload PDF, tức là từ cái file câu hỏi của giáo viên đưa lên ạ. Dạ, xin phép ở cái đó là mình đưa file PDF rồi, bây giờ tôi muốn là đưa một cái câu hỏi cụ thể lên trên đó để tôi trộn cái thành cái bộ đề của tôi ấy, chứ không lấy bộ đề của hệ thống. Tôi đưa từng câu hỏi lên. Đấy, chứ không sử dụng file PDF là đưa hẳn 20 câu lên đó thì học sinh nó chỉ bây giờ muốn là tôi đưa cái câu hỏi 20 câu của tôi lên và trên hệ thống nó tự trộn luôn, tự trộn để giao bài cho các em làm ạ. Đó là ý kiến của tôi, câu hỏi của tôi ạ. À dạ vâng, tức là khi mà đưa cái bộ đề từ file PDF này lên thì thầy đã soạn được bao nhiêu câu rồi thì mình sẽ đưa lên được chừng đấy câu và sẽ giao. Ví dụ thầy giao đưa 20 câu thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là 20 câu thì thầy cô sẽ thêm ở đây. Tức là ban đầu là mình sẽ soạn từ file Word đấy ạ. Sau đó mình sẽ chuyển từ file Word sang file PDF. Sau đó mình đưa lên. Sẽ có một cái trường hợp nữa là nếu như mà thầy cô được gán quyền bộ môn thì thầy cô sẽ sử dụng cái tài khoản của mình trên trang school.huanluyen.vn. Ở trên đó thì thầy cô sẽ có thể là đưa những cái câu hỏi của mình lên kho ngân hàng câu hỏi của ôn luyện ạ. Thì đây em ví dụ là em vào phần quản lý bài tập thì ở trong quản lý bài tập này, trong cái phần thêm bộ đề đấy ạ, thì nó sẽ có hai phần là thêm bộ đề từ câu hỏi công khai và câu hỏi của tôi. Thì trong cái câu hỏi của tôi này thì thầy cô sẽ đưa lên lần lượt từng cái câu hỏi của mình, sau đó tích vào mục chọn lựa chọn câu hỏi của tôi thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái câu hỏi mà thầy cô đã đưa lên. Và cái quá trình đưa lên này thì thầy cô sẽ không đưa lên bằng cái tài khoản của app.huanluyen.vn này, mà thầy cô sẽ đưa lên trên cái trang school.huanluyen.vn. Cái này thì nó sẽ có những cái thông tin, chị Ánh có gửi cho thầy cô những cái hướng dẫn về cái cách đưa cái tài khoản, đưa câu hỏi này lên rồi đấy ạ. Thì nếu như mà thầy muốn đưa kỹ hơn về cái mục này thì thầy có thể là để lại số điện thoại giúp em, hoặc là để lại số điện thoại ở trong cái đường link Zalo mà cô Ánh cô có để lại cho mình. Thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho thầy và hướng dẫn ạ. Tại vì là cái này thì nó sẽ phải tùy thuộc vào từng giáo viên bộ môn mà lớp mà giáo viên gán quyền. Dạ, thế xin hỏi bây giờ hiện là tức là mình phải vào một cái trang school của ôn luyện đúng không ạ? Dạ vâng đúng rồi. Thế bây giờ tôi dùng cái tài khoản được cấp này có vào được không ạ? Dạ vâng có, thầy sẽ dùng cái tài khoản được cấp đó để vào ạ. Và là cũng đưa câu hỏi lên được thì cũng là dạ, nằm vâng. Ở trong quản lý được đây nhỉ? Đúng rồi, thầy sẽ nằm ở trong cái kho ngân hàng câu hỏi của tôi này và chỉ có thầy mới có thể nhìn thấy được cái kho ngân hàng câu hỏi này thôi, mà không bất kỳ một giáo viên nào khác có thể nhìn thấy được ạ. À, rồi cảm ơn cô. Dạ vâng, còn như là lúc nãy thầy có thêm bộ đề ấy, thì mình sẽ thêm bộ đề từ cái file PDF thì thầy cô sẽ lựa chọn đáp án, sẽ lựa chọn cái đáp án bằng cách là nhập đáp án, nhập câu hỏi đây ạ. Đây ví dụ đây mình lựa chọn đáp án theo câu hỏi trắc nghiệm, thì khi mà thầy cô lựa chọn đáp án theo cái câu hỏi trắc nghiệm này thì hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm, sẽ tự động cập nhật đáp án và sẽ tự động chấm điểm cho toàn học sinh mà thầy cô sẽ không phải vào để chấm điểm đâu ạ. Dạ, em không biết là thầy đã nắm rõ ở cái phần này hay chưa ạ? Thì em sẽ thao tác lại cho thầy cô xem được không ạ? Dạ rồi, cái này rõ rồi ạ. Không có ý kiến khác. Dạ vâng ạ. Vâng, thì không biết là có thầy cô nào còn có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc nào khác không ạ? Dạ, nếu như mà thầy cô nào có những cái hỏi nào khác thì thầy cô bật mic lên và trao đổi với em ạ. Em có ý kiến ạ. Dạ vâng ạ. Về cái phần mà chị trình bày thì em không có ý kiến gì, em chỉ xin hỏi là ví dụ em trong cái tài khoản admin ạ, thì bây giờ làm thế nào để sửa được cái lớp học được giao phân công cho các thầy cô, ví dụ như là các thầy cô thiếu một lớp
bây giờ mình thêm lớp vào. À, dạ, ví dụ như là em dạy năm lớp 10 mà bây giờ từ 10A1 đến 10A5 mà bây giờ trên hệ thống của em lại cho sót thiếu chỉ có từ A1 đến A4, vậy thì em làm thế nào để em thêm một cái lớp 10A5 vào đấy nữa? Dạ vâng. À thì đối với trường hợp này ạ, thì mình sẽ những thầy cô mà có sử dụng cái tài khoản admin thì thầy cô có thể là gán quyền giảng dạy cho lớp mình được không ạ? Thì không biết là cô có sử dụng cái tài khoản admin này không ạ, hay là mình là giáo viên bộ môn ạ? Sử dụng cái tài khoản admin đấy ạ, nhưng mà không tìm thấy cái video hướng dẫn ở trong cái phần chị Ánh gửi đâu ạ, không có. À, dạ vâng. À, cô ơi, thế thì cô có thể là để lại số điện thoại của mình ở dưới cái phần chat này, thì về cái phần này thì em sẽ liên hệ trực tiếp với mình để hướng dẫn cho cô sử dụng được không ạ? À, vâng ạ. Dạ vâng, cô để lại giúp em thông tin số điện thoại của cô ở dưới cái phần chat này cô nhé. Thì em sẽ cập nhật số điện thoại của cô. Sau nữa thì xong sau cái giờ này thì em sẽ liên hệ với mình và sẽ hướng dẫn cho cô cách sử dụng cái tài khoản admin ạ. Cô Hương đúng không ạ? Dạ vâng cô, em đã tiếp nhận thông tin rồi đó. Thì lát nữa thì sau cái buổi họp này thì em sẽ liên hệ trực tiếp với mình, sau đó em sẽ ultra view và team view trên máy mình để hướng dẫn cho cô sử dụng cô nhé. Vâng ạ. Dạ vâng. À, em có nhận được thông tin là chấm điểm trực tiếp trên bài chỉnh sửa lỗi sai như thế nào đúng không ạ? À, dạ thưa thầy là dạ thưa thầy là đối với những bài mà thầy cô giáo chấm điểm cho các bạn học sinh thì sẽ chấm những cái bài tập mà khi giao thầy cô tích vào mục là giải thích câu hỏi trắc nghiệm hoặc là giao bài tập tự luận cho các bạn ạ. Em xin ví dụ ở đây một cái bài tập cần chấm điểm ạ. Em tích vào mục chờ chấm điểm. Như thầy cô đã thấy đối với môn văn thì đa phần thì sẽ là có những cái câu hỏi trắc nghiệm, những cái câu hỏi tự luận, thì thầy cô sẽ tích vào mục chờ chấm điểm, sau đó tích vào mục dấu ba chấm ạ. Thì khi mà tích vào mục dấu ba chấm này thì thầy cô sẽ hiển thị ra là có một bài đang chờ chấm điểm ở đây. Thì thầy cô tích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra những cái bài làm mà cần giáo viên vào để chấm bài cho các bạn. Thì thầy cô sẽ tiến hành chấm bài như ở đây. Như cái bài này lúc nãy là em có vừa chấm điểm rồi, và sau khi chấm điểm từng bài cho học sinh xong thì thầy cô tích vào mục cập nhật này, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật những cái điểm số mà mình vừa giao mình vừa chấm cho các bạn học sinh rồi đấy ạ. Thì không biết là có phải thầy đang thắc mắc ở phần này không ạ? Ý phần đấy không phải đâu, đây là cái câu hỏi trắc nghiệm. Dạ, khi học sinh nó gửi cho mình cái file ảnh, mình sẽ chọn trên cái file đó. Dạ vâng. Đây ạ, em có một cái mục là test đề camera. Thì trong cái mục test đề camera này là cái bài tập mà em vừa giao đúng không ạ? Thì sẽ có cái mục chờ chấm, ở đây là có một bạn đã làm bài rồi. Thì khi mà bạn đã làm bài rồi thì đây là cái hình ảnh mà em có chụp lại, tức là em đang mô tả lại là đây là cái bài mà bạn đã làm, sau đó bạn chụp lại ạ. Thì ở trong cái phần mà bạn chụp lại này thì thầy cô sẽ nhìn thấy được ở đây là sẽ có tích đúng sai bằng cách là kích đúc vào. Đây là cái bài làm của học sinh, ví dụ như câu 1 này bạn trả lời đúng thì thầy tích đúc một cái thì sẽ là bạn trả lời đúng, hai cái là sai. Đây, ví dụ như câu hỏi này là 10 điểm, khi mà thầy tích đáp án đúng thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là có một câu đúng này. Câu 2 tương tự đúng. Câu 3 đây, đúng thì thầy tích đúc một cái ạ. Còn câu sai thì thầy tích 2. Đây thì nó sẽ hiển thị ra ở đây là có 5 câu. Tức là thầy cô đã chấm 5 lần. Có 5 câu, tức là 5 câu này trong 10 điểm hệ thống sẽ chia ra là mỗi câu là 2 điểm. Và trong cái quá trình làm này, ví dụ như thầy cô muốn có nhận xét gì cho các con, có muốn có nhận xét gì thì thầy cô sẽ tích vào cái mục này, sau đó tích vào mục nhận xét, tích đây, sau đó thầy cô có thể là gõ là đáp án sai hoặc là cái gì đấy, hoặc là cái gì đó mà mình muốn để lại thông tin cho các bạn học sinh, thì mình sẽ thay đổi cái thông tin ở đây.
Khi mà giáo viên đã tích đúng sai của 5 câu thì hệ thống sẽ hiển thị ra ở đây là 6 điểm ạ. Thế cô có thể là thay đổi điểm số ở đây, ví dụ như tích đúng sai nhưng mà câu này bạn làm, ví dụ như câu 4 bạn làm chưa đầy đủ lắm, thì thầy cô muốn là giảm bớt điểm cho các bạn thì mình sẽ thay đổi điểm số của học sinh ở đây. Ví dụ 7 điểm cho bạn 7 điểm, sau đó ghi nhận xét ạ. Trong cái mục này thì hệ thống sẽ chia điểm cho các bạn học sinh, tức là sẽ chia theo hình thức là chia đều điểm nhé. Cái này giáo viên sẽ tự chấm bài, sau đó sẽ ghi nhận xét. Ví dụ như đối với câu 4 là câu 4 thì cô sẽ ghi là câu 4 con làm còn sơ sài, vì vậy mà con sẽ được cắt điểm hơn, con sẽ biết lý do vì sao mà cái điểm số của con nó lại như thế. Sau đó thì thầy cô sẽ chỉnh sửa cái điểm số ở đây và mình sẽ nhìn thấy được là hiện tại là con có làm 5 câu thì con làm 3 câu đúng và 2 câu sai, và điểm dự kiến khi mà chia đều điểm ra là 6 điểm, nhưng mà do có những phần con làm bài bị không được đầy đủ lắm thì mình muốn giảm, mình bớt điểm cho con thì mình sẽ thay đổi thông tin ở đây, sau đó thì mình ghi nhận xét cho con ở đây, sau đó lưu bài chấm ạ. Đấy ạ. Thì khi mà mình lưu bài chấm xong rồi thì hệ thống sẽ tự động lưu điểm của các bạn. Và trong trường hợp nếu như mà thầy cô chưa, trong trường hợp khi mà tất cả các bạn học sinh đã làm bài xong hết rồi, của lớp đã xong hết rồi, thì lúc đó thầy cô sẽ tích vào mục công khai, tức là sẽ công khai điểm số cho các bạn. Mà khi mà tích vào mục công khai này thì thầy cô sẽ không thể nào thay đổi, chỉnh sửa cái bài chấm của mình nữa. Nhưng mà trong một trường hợp ví dụ như thầy cô đã chấm rồi, lưu bài chấm rồi, nhưng mà có những trường hợp mà thầy cô muốn chỉnh sửa lại thông tin thì thầy cô vẫn có thể chỉnh sửa được ạ. Nhưng mà trong trường hợp khi mà thầy cô tích vào mục công khai này, tức là mình công khai điểm cho tất cả các bạn của học sinh của lớp mình, thì những cái thông tin chấm điểm của cái bài làm này thì thầy cô sẽ không thể thay đổi được nữa. Đấy ạ. Thì không biết là thầy cô có những cái câu hỏi nào khác không ạ? Trường hợp địa chỉ mail bị sai thì có sửa được không? Dạ, nếu mà địa chỉ mail bị sai thì mình sẽ phải cần phải không sửa được, tại vì là bên em đã cấp tài khoản cho giáo viên rồi ạ, thì sẽ không sửa được. Mà tài khoản của admin thì sẽ chỉnh sửa được giới tính này và ngày sinh, mật khẩu của giáo viên. Còn email thì mình không chỉnh sửa được. Thực ra nó cũng không có vấn đề gì đâu ạ, tại vì là lúc mà tạo tài khoản rồi thì mình cũng sẽ vào bằng cái tài khoản riêng của ôn luyện thôi, nó sẽ không vấn đề gì đâu ạ. Dạ, vừa rồi là em có thông tin bằng cái hình thức là chấm điểm qua camera đấy ạ, chấm điểm qua camera. Thì không biết là có thầy cô nào có thắc mắc gì hay là có những cái câu hỏi nào nữa thì thầy cô có thể là bật mic lên để chia sẻ với em, thì em sẽ trao đổi lại với mình ạ. Dạ không biết là có thầy cô nào có câu hỏi nào khác cho em không ạ? Dạ cho em hỏi lại là không biết có các thầy cô có những câu hỏi nào khác nữa không ạ? Dạ trong nếu như mà các thầy cô của trường mình thì không có câu hỏi nào khác ấy, thì trong cái quá trình mà sử dụng cái tài khoản của ôn luyện thì chắc chắn là sẽ còn có những cái vấn đề khác nữa. Thì trong cái quá trình làm, nếu như mà thầy cô có gặp những cái thắc mắc hay là những cái câu hỏi gì thì thầy cô sẽ tích vào cái mục là hướng dẫn hỗ trợ này ạ. Sau đó tích vào mục hướng dẫn sử dụng sẽ link sang cái phần hỗ trợ chấm ôn luyện, sau đó thì thầy cô gõ cái thông tin tìm kiếm của mình, ví dụ thông tin dành cho giáo viên thì nó sẽ có những cái thông tin gì, những cái thông tin hướng dẫn gì thì nó sẽ hiển thị ra đây.
mà nó sẽ có những cái video hướng dẫn cho các thầy cô sử dụng đấy ạ. Còn trong trường hợp nếu như mà thầy trong cái quá trình sử dụng mà thầy cô chưa có sử dụng được thì thầy cô có thể là liên hệ qua hotline 0969602660 thì bên em sẽ tiếp nhận thông tin của thầy cô, sau đó thì sẽ hướng dẫn thầy cô qua UltraView hoặc là TeamView ạ. Ngoài ra thì trong cái phần này sẽ có một cái mục chat nữa, thầy cô có thể là ghi cái thông tin cần hướng dẫn qua cái mục chat này thì bên em sẽ hỗ trợ lại cho thầy cô ạ. Ngoài ra thì lát nữa chị Ánh cũng sẽ bây giờ thì em sẽ gửi cho thầy cô cái đường link Zalo thì thầy cô sẽ tham gia trong cái đường link đó, thì nếu như mà trong quá trình làm mình gặp những cái vấn đề gì thì thầy cô sẽ gửi gửi những cái thông tin của thầy cô qua cái trang Zalo đó giúp em ạ. Thầy cô đợi em một lát nhé, em sẽ gửi thông tin cho mình ạ. Chị gửi vào group chat giúp em nhé. Em xin phép là em tắt cho em màn hình một chút ạ, để em lấy thông tin và gửi lên con chat cho thầy cô ạ. Thầy cô đợi giúp em một chút ạ, em sẽ gửi cái thông tin qua cái phần chat của mình ạ. Em sẽ gửi link Zalo nhóm ở dưới ạ, thì thầy cô có thể là truy cập cái link Zalo này để hỏi thêm nhiều hơn những cái thông tin về tài khoản của ôn luyện được không ạ? Ngoài ra thì em sẽ nhập luôn thông tin số điện thoại của hotline ạ. Thì thầy cô có thể là gọi điện lên hotline này thì bên em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mình ạ. Dạ cho em hỏi là không biết là mình có còn những cái câu hỏi nào khác nữa không ạ? Thì em sẽ hỗ trợ cho mình trong cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay ạ. Dạ thầy cô có thể là bật mic lên và tương tác giúp em được không ạ? Thì nếu như mà các thầy cô mà không còn những cái câu hỏi nào nữa thì em xin phép là em sẽ dừng buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây được không ạ? Vâng, xin cảm ơn đồng chí nhá. Nếu có cái vấn đề gì các đồng chí cán bộ công viên mà hỏi thêm thì sẽ có cái đường dây điện thoại và cái trang đấy rồi. Dạ vâng.